Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 165. Bản cân vớt tà vũ, Tiêu Phàm lắc đầu, những năm này, hắn một mực long phượng tộc, căn bản chưa nghe nói qua tà vũ bất cứ tin tức gì. Chỉ biết là tà vũ xông vào vạn tộc thiên tài bảng thứ 33 tên, có thể cũng không có gặp qua thân ảnh của hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đi tới gần, vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Phàm. Lão nhị, Tiểu Ngũ, các ngươi đột phá thánh đế cảnh. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Nguyên bản hắn còn dự định, để hai người bọn họ tham gia chủng tộc chi chiến, có lẽ có thể tiến vào 20 người đứng đầu, tranh đoạt một cái phi tiên thánh cảnh danh ngạch cũng không nhất định. Ai, chỉ đổ thừa chúng ta biết tin tức quá ít, không biết cái gì phi tiên thánh cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói. Cái kia phi tiên thánh cảnh đến cùng là cái gì? Vì sao lịch cổ tuyệt thế thiên tài đều là vì này mà đến? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn mấy người nói. Bắt đầu ta cũng không biết, về sau nghe ngóng phía dưới mới biết. Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một vòng tha thiết, nói, bọn họ đều là vì bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là đó là thành tổ chỗ căn bản. Nam Cung Tiêu Tiêu trong con ưng. Bản cân vớt Tiêu Phàm nhìn qua Bắc Thần Vọng Cổ bóng lưng, chỉ là khẽ cười một tiếng. Cái quái gì, thí thần bĩu môi, hắn thật không biết Bắc Thần Vọng Cổ ở đâu ra tự tin. Liền thần long tử đều đánh không thắng người, cũng dám khiêu khích Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn không biết thần long tử bị Tiêu Phàm một bàn tay liền quạt bay sao? Có chút tự tin, chung quy là chuyện tốt, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh cười nói. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm bọn họ đi tới một chỗ bình đài. Nơi đó đã có thật nhiều người chờ đợi lâu ngày, hiển nhiên cũng là tới tham gia chủng tộc trận chiến. Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, vậy mà nhiều đến hơn 1000 người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, lần này chủng tộc chi chiến 20 người đứng đầu, thế nhưng là có được tiến vào phi tiên thánh cảnh tư cách. Nếu như vận khí tốt, thu hoạch được cơ duyên lớn lao, có thể liền là có thể mang theo nhất tộc bay lên. Bởi vậy, rất nhiều chủng tộc nhỏ cũng sẽ lựa chọn liều mạng. Mỗi người 10 khối địa vực ngọc bài, 1000 người thế nhưng là tương đương với 1 vạn cái địa vực A, quay đầu những cái này địa vực lại phân chia như thế nào? Tiêu Phàm âm thầm hồ nghi nói. Lão đại, ngươi là không biết cái gì gọi là chủng tộc chi chiến A. Thí thần cũng nhìn không được khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, nói, trong tay chúng ta kiếm lệnh, đại biểu cho 10 cái địa vực. Một khi thua trận chiến đấu, liền muốn thua trận một mai kiếm lệnh, cũng chính là 10 cái địa vực, ai kiếm trong tay làm cho vượt qua 5 khối, liền có thể lập tức tấn cấp vòng thứ 2. Nếu là không nghĩ tấn cấp đây, Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngờ vực. Không nghĩ tấn cấp, một khi đạt tới 5 khối kiếm lệnh, thua thế nhưng là vô điều kiện thua trận trên người tất cả kiếm lệnh, vậy liền trực tiếp đào thải. Thí thần bĩu môi nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, huống hồ. Cái này quy tắc tranh tài là thủ lôi chế, một khi có được 5 khối kiếm lệnh người thủ lôi thời gian vượt qua 1 canh giờ, liền sẽ tự hành tấn cấp. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại, đây là phòng ngừa những siêu cấp cường giả kia cố ý bá chiếm lôi đài không đi, sau đó không chút kiêng kỵ vơ vét kiếm lệnh. Tỷ như, nếu là hắn lấy kiếm hồng trần trên danh nghĩa trận thủ lôi, dám người khiêu chiến hắn khẳng định rất ít. Nếu như hắn một mực bá chiếm lôi đài, mà không thể lên cấp mà nói, những thế lực kia biết rõ không bằng hắn người, cũng không thể không cùng hắn chiến đấu. Đến lúc đó, những người kia kiếm lệnh 8-9 phần 10 sẽ rơi ở trong tay của hắn, lấy hắn thực lực, thu lấy mấy chục khối kiếm lệnh không chừng vấn đề. Mà kể từ đó, nhân tộc thì tương đương với một trận chiến đấu đoạt được vài trăm cái địa vực, đây cũng không phải là thiên hoang muốn thấy. Cho nên cố ý dự tính 1 giờ hạn chế. Người khác liền sẽ không kiên trì thanh kiếm làm cho đưa cho hắn. Đồng dạng, 5 khối kiếm lệnh tấn cấp, cũng giống như nhau ý nghĩ. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu có người thủ lôi không có người khiêu chiến mà nói, chẳng phải là 1 khối kiếm lệnh cũng có thể tấn cấp. Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói. Làm sao có thể, ta không phải nói có được 5 viên kiếm lệnh người mới có thể tấn cấp sao? Thí thần ngược lại là không hiện kiên nhẫn giải thích. Dừng một chút lại nói. Nếu là không có 5 viên kiếm lệnh, thủ lôi thời gian vượt qua 1/2 canh giờ không có người khiêu chiến mà nói, cũng sẽ bị đuổi ra lôi đài,
sau đó hắn có thể tiếp tục khiêu chiến mặt khác thủ lôi người. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu như vậy, quy tắc này ngược lại là 10 điểm hoàn thiện, nói cách khác, nhất định phải có được 5 khối ngọc bài mới có thể tấn cấp. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, thời gian làm 1 tháng, nơi này đại khái 1.000 người, mỗi một tổ đại khái hơn 200 người, từng cái lôi đài có thể lên cấp cũng chính là khoảng 50 người. Bình thường là không đến 50 người, bởi vì có một số người tự biết không có thực lực, chắc là sẽ không đi lên khiêu chiến, dù sao, một mai kiếm lệnh cũng là 10 cái địa vực a. Thí thần lại nói, kia ngược lại là, Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, một chút chủng tộc nhỏ, 10 cái địa vực khả năng chính là nửa giang sơn, lại như thế nào thua được đây? Cái kia tấn cấp vòng thứ hai, lại sẽ làm sao? Tấn cấp vòng thứ hai, cũng đồng dạng là thủ lôi chế, chỉ bất quá quy tắc không đồng dạng. Thí thần híp híp hai mắt, ánh mắt bên trong có chút chờ mong cùng tha thiết, đồng dạng sẽ cung cấp 4 cái lôi đài, nhưng là, mỗi qua bao lâu thời gian, liền sẽ đào thải một nhóm người. Làm sao đào thải, Tiêu Phàm không hiểu. Tỷ như, vòng thứ hai bắt đầu tranh tài có thể sẽ tuyên bố, 3 ngày sau, kiếm lệnh ít hơn so với 6 cái người, đào thải. Đợi đến sau 3 ngày lại sẽ tuyên bố, sau 3 ngày, kiếm lệnh ít hơn so với 8 cái người, đào thải, cứ thế mà suy ra. Thí thần ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đây là buộc đám người đi khiêu chiến, thắng được càng nhiều kiếm lệnh a. Hơn nữa kể từ đó, ai cũng không khả năng lãng phí thời gian, chiếm lôi đài bất động, người khác cũng sẽ không để một người thời gian dài chiếm cứ lấy lôi đài. Đồng dạng, có người nào muốn đục nước béo cò, nhất định là không thể thực hiện được. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, Hoàng lão tam sách yêu cầu này gian nan đến mức nào. Cho nên, muốn tấn cấp, liền phải chiến đấu không ngừng, hết sức thắng được càng nhiều kiếm lệnh. Thí thần trên người đã dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc, đúng rồi, vòng thứ nhất chúng ta chỉ có thể ở cố định lôi đài chiến đấu, vòng thứ hai, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn lôi đài khiêu chiến. Ngược lại là rất có ý tứ. Tiêu Phàm lập tức cũng hứng thú, những quy tắc này, Kim Linh tứ tướng biết đến đều không phải là đặc biệt rõ ràng, không nghĩ tới thí thần hiểu rõ, ngay sau đó lại hỏi, cũng chính là cuối cùng 20 cái có được kiếm lệnh nhiều nhất người tấn cấp. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao kiếm lệnh nhiều không phải chuyện xấu. Thí thần cười gật gật đầu. Tiêu Phàm cũng là mỉm cười, ngay sau đó nhìn xung quanh bốn phía, trên mặt lại là lộ ra vẻ ngờ vực. Mà Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng bọn họ sao không ở đây? Những tên kia không phải là cái gì nhất quan vương, nhị quan vương sao? Bọn họ đã từng đoạt được qua vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất, có thể trực tiếp tiến vào phi tiên thánh cảnh. Thí thần có chút khó chịu nói. Còn có thể dạng này, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, khó trách bọn hắn dùng tổ nguyên phong ấn bản thân, cố ý tồn tại đến nay đời, vì cái kia bản nguyên chi lực cơ duyên. Lão đại, bắt đầu. Đột nhiên, thí thần hưng phấn nhìn phía xa nói. Chỉ thấy trước bình đài phương, bỗng xuất hiện mấy bóng người, trong đó có một cái đầu rồng thân người lão giả, có toàn thân mọc ra vảy cá trung niên nam tử, cũng có được đầu sói thân người cường giả, còn có một đoàn tử sắc hỏa diễm. Ở phía sau bọn họ, còn đi theo không ít tu sĩ, mỗi người tu sĩ trên mặt đều lộ ra ý ngạo nghễ. Tất cả mọi người rút ra lôi đài thẻ số. Một người cầm đầu thân người đầu rồng lão giả mở miệng nói, ngay sau đó không ít người chuẩn bị một chút đặc chế cái dương. Nguyên một đám tu sĩ tiến lên, rút ra tương ứng thẻ số. Đồng thời, trong đó cái kia đầu sói thân người cường giả bên người một cái trẻ tuổi tu sĩ, bắt đầu cho đám người tuyên đọc chủng tộc trận chiến quy tắc. Tiêu Phàm nghe 10 điểm nghiêm túc, cùng thí thần nói cơ hồ không có gì khác nhau. Lão đại, ta số 3, ngươi số mấy? Thí thần chỉ bản thân mi tâm một đạo tử sắc ấn ký. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn xác thực thấy được Tiêu Phàm mi tâm kim sắc ấn ký, không khỏi vỗ ngực một cái nói, còn tốt, ngươi là số 1. Tiêu Phàm mỉm cười, đối số mấy lôi đài ngược lại là không quan tâm, dù sao vòng thứ hai là có thể giữa lẫn nhau khiêu chiến. Hiện tại, ta tuyên bố, chủng tộc chi chiến, chính thức bắt đầu. Đợi đám người rút thăm hoàn thành. Thân người đầu rồng lão giả tiếng truyền toàn trường nói. Bản cân vớt theo đầu rồng thân người lão giả lưng còng nói xong, cái kia 4 đạo quang trụ bỗng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy vô số hào quang ở phía trên xen lẫn, giống như vô số thần văn đồng dạng,
dọc theo huyền ảo quỷ kế lưu truyền. Cùng lúc đó, bốn đạo cột ánh sáng nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, theo thứ tự là màu vàng kim nhạt, màu xám, màu tím nhạt cùng bạch sắc. Đám người có thể rõ ràng phân chia bốn cái cột ánh sáng đồng thời, cũng có thể rõ ràng bắt được cột sáng bên trong tất cả. Tuyển thủ dự thi cũng không chút do dự hướng về bản thân chỗ phân phối quang trụ bay đi, vòng thứ nhất mỗi một đạo quang trụ chỉ có 50 người tới có thể tấn cấp, bọn họ tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Lão đại, ta đi trước, thí thần để lại một câu nói, liền kích xạ hướng về nhà tử sắc quang trụ bay đi. Ngược lại là Tiêu Phàm, hắn cách thứ một đạo quang trụ rất gần, cũng không gấp đi qua. Khi hắn đi tới thứ một đạo quang trụ giáp danh thời điểm, cái kia cột sáng bên trong, đã có hai người đang chiến đấu. Từng cái đều rất cấp A. Tiêu Phàm nhìn chăm chú trong cột ánh sáng hai đạo chiến đấu thân ảnh, lơ đễnh nói, cấp bách thì có ích lợi gì đây? Đối với tuyệt đối cường giả mà nói, cũng vô dụng quá mức quan tâm ra sân thời gian và chiến lược. Nhưng đối với thực lực tầm thường người mà nói, ra sân thời gian và chiến lược liền trọng yếu hơn, dù sao, lựa chọn một cái yếu đối thủ cùng một cái mạnh đối thủ, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Trường cảnh kiếm tộc kiếm đạo quả nhiên bất phàm A, tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh, trận này, sợ là hắn phải thắng. Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi nhìn ma nhãn lang tộc tu sĩ ánh mắt, cực kỳ hung lệ, người này 89 phần 10 là một kẻ hung ác, hơn nữa hắn móng vuốt 10 điểm sắc bén, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ta cũng xem trọng cái kia ma nhãn lang tộc, truyền văn bọn họ có một thức thần thông. Mi tâm cái kia ma nhãn có thể chế tạo đáng sợ huyễn cảnh, giết người ở vô hình. Đám người chính mình phẩm từ đầu đến chân, nghị luận trong cột ánh sáng hai người tu sĩ chiến đấu. Tiêu Phàm cũng mắt không chớp hướng về bên trong, chỉ thấy cái kia trường cảnh kiếm tộc xuất thủ lăng lệ tấn mãnh, trong tay kiếm càng là linh động phiêu giật. Trái lại đối diện ma nhãn lang tộc, mặc dù ánh mắt ngoan lệ, vừa vặn bên trên nhiều chỗ thụ thương, cơ hồ chỉ có chống đỡ lực lượng, lại làm sao ngoan lệ. Cũng không thể để hắn thắng được cuộc chiến đấu này. Tiêu Phàm còn nhớ mình lúc trước cũng từng giết mấy cái trường cảnh kiếm tộc, bất quá những cái kia trường cảnh kiếm tộc cùng tu sĩ này so sánh, lại là chênh lệch nhiều lắm. Quả nhiên, như hắn sở liệu, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, cái kia ma nhãn lang tộc liền không kiên trì nổi, kém chút bị trường cảnh kiếm tộc tu sĩ một kiếm xé ra mà đến lồng ngực. Ở thời điểm mấu chốt nhất, trường cảnh kiếm tộc tu sĩ vội vàng thu tay lại, một cước đem ma nhãn lang tộc đá ra kết giới. Thật mạnh, người này có vẻ như gọi kiếm vân A, hắn tựa như là trường cảnh kiếm tộc đệ nhất thiên tài, quả nhiên không tầm thường. Đã tập hợp đủ hai cái kiếm lệnh, còn kém ba trận chiến đấu, hắn liền có thể tấn cấp. Có được hai cái kiếm lệnh, cho dù chiến bại một trận, cũng còn có cơ hội ngóc đầu trở lại, so với những người khác, trên tâm lý liền đã chiếm cứ ưu thế. Đám người hơi hơi kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc trận chiến đấu này, cái kia trường cảnh kiếm tộc tu sĩ kiếm vân vượt qua đám người tưởng tượng cường đại. Bản nhân tiếp tục thủ lôi, thì còn ai ra? Kiếm vân một tay cầm kiếm, lơ lửng mà đứng, nhàn nhạt nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Đám người hơi hơi trầm mặc, không thể không nói, kiếm vân thực lực cũng không tệ lắm, khả năng đủ xếp tại vạn tộc thiên tài bảng 500 tên tả hữu. Người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Kiếm vân, ta tới chiến ngươi. Một cái ba trượng cao khôi ngô tu sĩ đứng dậy, bỗng nhiên đạp không mà lên, bay thẳng quang trụ đi. Hô, nhưng mà, lúc này, một đạo hắc ảnh tốc độ càng nhanh, cơ hồ một cái lắc mình, liền xông vào cột sáng bên trong. Khôi ngô tu sĩ vừa mới tới gần quang trụ, liền bị một cỗ cự lực chấn động bay ra ngoài, cái mũi đụng phun máu không chỉ. Bốn phía tu sĩ thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhao nhao không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Đồ hỗn trướng, lại dám cùng ta đoạt. Khôi ngô tu sĩ ngừng lỗ mũi máu tươi, tức giận hướng về trong cột ánh sáng hắc bào nhân hét lớn. Nếu như không phải đạo hắc ảnh kia hắn cũng sẽ không ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt bêu xấu. Cái này quang trụ lại còn có thể ngăn cản người khác tới gần. Tiêu Phàm cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Quang trụ có được chức năng này, hiển nhiên là vì phòng ngừa những người khác quấy nhiễu tranh tài, làm trong cột ánh sáng có được hai đạo bóng người lúc, khả năng liền ngầm thừa nhận không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Không biết lão nhị liên thủ với ta luyện chế phi tiên số 1, uy lực làm sao?
Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chăm chú cột sáng bên trong áo bào đen thân ảnh. Hắc bào nhân này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hao tốn 2 ngày thời gian, tập hợp luyện khí, thần điêu chi thuật luyện chế mà thành. Hơn nữa, phía trên còn có 10 mấy trận pháp gia trì, có thể đề cao công kích và năng lực phòng ngự. Mặc dù không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, nhục thân của nó có thể so với thánh giai pháp bảo, nếu là thôi động phía trên trận pháp, cho dù là đỉnh cấp thánh giai pháp bảo cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Tiêu Phàm còn phải dựa vào nó chiếm lấy một cái phi tiên thánh cảnh danh ngạch, tự nhiên không thể quá yếu. Bằng không mà nói, nếu như bị người ở trong khiêu chiến đánh nát, cái kia có thể gặp phiền toái. Nếu như không phải hắn cùng với phi tiên số 1 đồng thời giúp chúng số 1 lôi đài, Tiêu Phàm cũng sẽ không để phi tiên số 1 hiện tại xuất thủ cột sáng bên trong. Tiêu Phàm luyện chế phi tiên số 1 bó chặt áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí trên người cũng không có bất kỳ cái gì thần lực khí tức. Các hạ chẳng lẽ xem thường tại hạ, liền chân diện mục cũng không dám gặp người. Kiếm Vân tay dẫn theo trường kiếm, lạnh như băng nhìn xem đối diện phi tiên số 1. Đáng tiếc, phi tiên số 1 là không thể nào trả lời hắn, càng thêm không có khả năng lấy chân diện mục hiển lộ ra. Mặc dù nhìn bề ngoài đi lên cùng nhân tộc không có cái gì hai dạng, nhưng là hiểu thần điêu chi thuật người, vẫn có khả năng khám phá phi tiên số 1. Hô, phi tiên số 1 thân hình lóe lên, bỗng nhiên hướng về Kiếm Vân đánh giết đi, căn bản không có lãng phí thời gian ý tứ. Nhưng đối diện Kiếm Vân có thể không nghĩ như thế, hắn thấy, phi tiên số 1 là trần truồng không nhìn hắn, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu không muốn để ta biết, cái kia cũng không cần phải đã biết. Kiếm Vân trong con ngươi hiện lên vẻ sát ý. Chủng tộc chi chiến, mặc dù không đề nghị sát sinh sát tử, nhưng là không ngăn cấm giết người. Giờ phút này, Kiếm Vân đã động sát tâm. Linh quang kiếm khí, Kiếm Vân khẽ quát một tiếng, nhìn thấy đối diện phi tiên số 1 vậy mà tay không tấc sát nhào tới, hắn trên mặt lộ ra khinh thường. Kiếm trong tay hắn, thế nhưng là liền bình thường thánh giai pháp bảo đều có thể tùy tiện chảm phá, một bộ nhục thân lại làm sao có thể bị hắn để ở trong mắt đây. Nói xong, một đạo thanh sắc chớp lóe xẹt qua hư không, dường như đem hư không đều cho xé thành 2 mảnh. Mắt thấy phi tiên số 1 càng ngày càng gần, Kiếm Vân con ngươi càng ngày càng lạnh, nụ cười khinh miệt hiện lên ở trên mặt. Nhưng mà, bang, một đạo kim thạch giao kích thanh âm vang lên, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, Kiếm Vân nụ cười trên mặt ngưng kết tại chỗ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường tu sĩ cũng là bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cột sáng bên trong. Bản cân vớt cái gì, Kiếm Vân trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy đối diện phi tiên số 1, vậy mà lấy tay nhẹ nhàng cầm lưỡi kiếm của hắn, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng căn bản rút sẽ không bảo kiếm. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, Kiếm Vân kiếm gì kỳ lăng lệ, bọn họ thế nhưng là đều thấy tận mắt. Vừa mới mấy trăm ma nhãn lang tộc tu sĩ, thế nhưng là dễ như trở bàn tay a. Bình thường mà nói, hắc bào nhân kia ngón tay không nên bị Kiếm Vân chém xuống sao? Người nhục thân làm sao có thể cường đại như thế? Không đợi Kiếm Vân lấy lại tinh thần, phi tiên số 1 đã động, hắn một tay nắm trường kiếm, một cái tay khác hung hăng đập vào Kiếm Vân ngực. Phốc, Kiếm Vân sờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy yết hầu một trận ngai ngái, cả người nhất thời giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Nhưng mà, phi tiên số 1 lại không có ý bỏ qua cho hắn, thân thể lấn người mà tiến, liên tục ở Kiếm Vân ngực đập mấy trường, thẳng đến đem Kiếm Vân oanh ra quang trụ mới dừng lại. Tê đám người nhìn thấy Kiếm Vân ở phi tiên số 1 trước mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, không khỏi hít một hơi lạnh. Kiếm Vân chi trọng nặng rơi đập ở quang trụ bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không cam lòng nhìn xem phi tiên số 1. Nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nếu như đối phương muốn giết hắn, vừa rồi hắn đã chết không thể chết lại. Khó trách hắn không nói chuyện với ta, nguyên lai là khinh thường nói chuyện cùng ta mà thôi. Kiếm Vân cay đắng cười một tiếng, tựa như lòng tin nhận lấy đả kích rất lớn. Tu luyện tới bây giờ, hắn Kiếm Vân vẫn luôn là thiên chi kiêu tử, chưa từng có bại triệt để như vậy, cái này còn là lần đầu tiên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màn sáng kia giáp danh một khối kiếm lệnh trôi hướng phi tiên số 1. Lại không thể làm gì. Còn có một cơ hội.
Lúc này, Kiếm Vân trong con ngươi mới tỏa ra một tia thần thái, trước đó thắng một trận tranh tài, hắn còn có cơ hội lên chức. Một địa phương khác, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, cái này đại đế cảnh đỉnh phong phi tiên số 1, thực lực đoán chừng không kém gì bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ. Nếu là thôi động trận pháp, đoán chừng có thể mạnh hơn, đáng tiếc, tiêu hao long tinh tốc độ thật là đáng sợ, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể thành tốt luyện chế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vừa khổ cười lắc đầu, bản thân vẫn là lòng quá tham. Tầng thứ này thần điêu, tốn hao giá quá lớn, cho dù là hắn nội tình, muốn thành tốt luyện chế, cũng quá khó. Người này là ai, sao lại mạnh mẽ như thế, chí ít cũng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng 400 tên thiên tài A. Đoán chừng không ngừng, chí ít cũng tương đương với 300 khoảng 50 tên, bằng không mà nói, không có khả năng đè ép Kiếm Vân đánh. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, xem đi, ta cảm thấy người này rất có thể là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 100 nhân vật, bằng không mà nói, hắn vì cớ gì ý che khuất khuôn mặt. Đám người triệt để xôi trào, tất cả đều vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem phi tiên số 1, trong lúc nhất thời không có người nào nguyện ý ra sân. Nhưng phi tiên số 1 cũng không có kết quả ý tứ, đám người trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ đang đợi, chỉ cần nửa canh giờ đi qua, Kiếm Vân liền sẽ tự động đuổi ra quang trụ, đến lúc đó bọn họ lại có thể một lần nữa ra sân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa mới ngươi không phải nói phải cho hắn đẹp mặt sao? Làm sao hiện tại liền sợ, có người ở ép buộc trước đó chuẩn bị ra sân, lại bị quang trụ bắn ngược mà quay về cái kia Khôi Ngô tu sĩ. Khôi Ngô tu sĩ khóe miệng giật một cái, hắn nơi nào còn dám đi lên khiêu chiến phi tiên số 1. Hắn thực lực tối đa cũng liền cùng Kiếm Vân tương đương nhau mà thôi, hiện tại đi lên, chẳng qua là đưa kiếm làm cho mà thôi. Khôi Ngô tu sĩ trực tiếp cúi đầu, xem như cái gì đều không nghe được. Ta không tin, hắn thật sự có thể sánh ngang vạn tộc thiên tài bảng trước 100 cao thủ. Nửa nén hương thời gian về sau, rốt cục có người không chịu nổi khí. Chỉ thấy một đạo kim bào thân ảnh bỗng nhiên xông vào số 1 cột sáng bên trong. Thần Long Tử. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, Thần Long Tử không phải đem tất cả địa vực ngọc bài đều thua cho mình sao, tại sao lại tiến vào vòng thứ hai chủng tộc chi chiến. Bất quá nghĩ đến Thần Long Tử ở hỗn độn Thần Long nhất tộc địa vị, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy hỗn độn Thần Long thực lực, muốn cho hắn làm một khối kiếm lệnh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng khó trách Thần Long Tử không tin phi tiên số 1 thực lực, vạn tộc thiên tài bảng trước 100 cao thủ. Có thật nhiều thế nhưng là lịch cổ thiên kiêu, chỉ ít có 50, 60 người là nhất quan vương, còn có một số nhị quan vương, ba quan vương. Không có gì ngoài những người này bên ngoài, đương đại có thể chen vào vạn tộc thiên tài bảng trước 100, tuyệt đối không cao hơn 30 người. Vừa mới phi tiên số 1 liên tiếp mấy trưởng, 10 điểm dễ dàng đem Kiếm Vân oanh ra quang trụ, chính hắn cũng có thể làm đến, thậm chí còn có thể thoải mái hơn. Hắn thấy. Phi tiên số 1 thực lực, là không bằng hắn. Chỉ thấy Thần Long Tử lấy ra một khối kiếm lệnh, liền tiến vào cột sáng bên trong, ngay sau đó, kiếm kia làm cho rời khỏi tay, vây quanh quang trụ xoay tròn. Bản thân lăn ra ngoài, hay là ta? Thần Long Tử lạnh lùng nói, từ khi bị Tiêu Phàm lừa gạt 16 khối ngọc bài về sau, trong lòng của hắn kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Hiện tại, hắn rốt cục không áp chế được. Hay là người bản thân lăn ra ngoài a? Phi tiên số 1 phun ra một đạo thanh âm khàn khàn. Nói xong, phi tiên số 1 lách mình liền xuất hiện ở Thần Long Tử trước người. Không thể không nói, Thần Long Tử phản ứng rất nhanh, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, có thể xếp tại vạn tộc thiên tài bảng đệ tam 868 tên, ngược lại cũng không phải hư danh. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hóa thành bản thể, biến thành một đầu hơn ngàn trượng cự long. To lớn đuôi rồng hung hăng quất hướng phi tiên số 1. Đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là quất vào phi tiên số 1 trên người, coi như không hút bạo nó, đoán chừng cũng sẽ bị rung ra số 1 quang trụ. Nhưng mà, để Thần Long Tử kinh ngạc là, phi tiên số 1 căn bản không tránh không né, ngược lại tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, ở hư không biến đổi mấy lần thân ảnh, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở đuôi rồng phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy phi tiên số 1 hóa thành một đôi to lớn thần lực tay, gắt gao ôm lấy Long Thần Long Tử cái đuôi, mặc cho Thần Long Tử dùng lực như thế nào,
căn bản không thể động đậy. Hắn muốn làm gì? Xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc hết sức, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phi tiên số 1. Lúc này, phi tiên số 1 đột nhiên rơi trên mặt đất, lòng bàn chân tựa như mọc rễ đồng dạng, hung hăng đâm vào trong đất. Cùng lúc đó, hắn ôm lấy thần long tử đuôi rồng liền bắt đầu điên cuồng vung vẩy lên. CMN, xem cuộc chiến tu sĩ lập tức đoán được phi tiên số 1 chuẩn bị làm cái gì, trực tiếp tuôn ra nói tục. Ầm ầm, thần long tử thân thể trọng trọng đập trên mặt đất, vang lên vô số bụi bặm, cái kia dài hàng ngàn trượng long khu, ở phi tiên số 1 trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Vẻn vẹn mấy tức về sau, thần long tử liền bị ngã đầu óc choáng váng, đầu một trận mơ hồ, chỉ có thể ra sức giống giận thả ra bản đế. Nhưng phi tiên số 1 nơi nào sẽ để ý tới hắn, làm thần long tử đầu nổ không sai biệt lắm thời điểm, hắn dùng lực hất lên, trực tiếp đem thần long tử long khu cho ném ra ngoài. Dạng như vậy, tựa như ném rác rưởi đồng dạng. Bốn phía tu sĩ thấy thế, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, ngay sau đó câm như hến. Bản cân vớt phi tiên số 1 cường đại, triệt để trấn trụ toàn trường tu sĩ. Rất nhiều người âm thầm thay thần long tử mặc niệm. Đường đường long tộc long tử, vạn tộc thiên tài bảng bên trên tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy đào thải, thực sự là mất hết long tộc mặt mũi. Hỗn trướng, thần long tử cũng là khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là muốn sớm tấn cấp mà thôi, nơi nào nghĩ đến phi tiên số 1 cường đại như thế. Không có thi triển bất luận cái gì cổ thuật, cũng không có sử dụng bất luận cái gì cổ pháp, hắn cứ như vậy không giải thích được bại. Một đôi đỏ thắm con ngươi nhìn chằm chằm phi tiên số 1. Tức giận lần nữa xông tới, nhưng vừa vặn tới gần quang trụ, hắn liền bị cái kia cổ lực lượng cường đại đánh bay. Hắn kiếm lệnh đã bị phi tiên số 1 thu lấy, tự nhiên không có khả năng lại tiến vào số 1 cột sáng bên trong. Ba khối, còn kém 2 trận, hắn liền muốn thắng. Đám người vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem phi tiên số 1. Cái này bó chặt hắc bào tu sĩ, mang cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Trong lúc nhất thời, không người dám tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, để đám người không nghĩ tới chính là, phi tiên số 1 lúc này đột nhiên đạp không mà lên, rời đi số 1 quang trụ. Đám người thấy thế, không khỏi lộ ra nét mừng. Có người cũng nhìn không được nữa, cực tốc phóng tới số 1 cột sáng bên trong, thế nhưng liền ở một người trong đó bước vào cột sáng bên trong một khắc này, phi tiên số 1 bỗng đi mà quay lại. Người kia nhìn thấy phi tiên số 1 thời khắc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, cầu xin vẻ mặt nhìn xem phi tiên số 1. Những người khác cũng là trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng phi tiên số 1 sẽ đến chiêu này. Kể từ đó, qua phía dưới ai còn dám lên đài khiêu chiến A? Kẻ yếu không dám lên đi, bởi vì vừa đi lên, cơ bản cũng là đưa kiếm làm cho mà thôi. Cường giả cũng không dám tùy tiện đi lên, bọn họ cũng sợ thua, một khi thua, coi như thần long tử một dạng ảm đạm rút lui. Mà phi tiên số 1 không giống nhau, hắn bây giờ đã có 3 khối kiếm lệnh, một trận chiến đấu, hắn còn thua được. Rất nhiều người trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết mình sớm một chút đi lên, chỉ cần thắng một khối ngọc bài, áp lực trong lòng coi như ít đi rất nhiều. Lại đến, phi tiên số 1 lạnh lùng phun ra 2 chữ. Lại đến, tu sĩ kia thiếu chút nữa thì khóc lên, trong lòng thầm mắng. Ta làm sao xui xẻo như vậy chứ? Đáng tiếc, không đợi hắn mở miệng, phi tiên số 1 đã đi tới trước người hắn, một cước hung hăng đá vào lồng ngực của hắn, đau tu sĩ kia nhe răng trợn mắt. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống liên tiếp mấy chân, trực tiếp đem hắn đá ra quang trụ, trọng trọng đập trên mặt đất, trượt ra mấy dặm khoảng cách mới dừng lại. Rất nhiều người không đành lòng nhắm hai mắt lại, người kia thật đúng là không phải bình thường suối quẩy. Vốn chỉ muốn chiếm cứ lấy lôi đài, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến phi tiên số 1 sẽ giết trở về. Bốn khối, đám người rầm rầm nuốt nuốt miệng nói. Chỉ cần tái được một khối kiếm lệnh, phi tiên số 1 liền có thể tấn cấp vòng thứ 2. Phi tiên số 1 ở trong cột ánh sáng dừng lại chốc lát, nhìn thấy không có người đi lên, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành rời đi. Thế nhưng là, đã trải qua sự tình vừa rồi. Cũng không người dám xâm nhập số 1 cột sáng bên trong, vạn nhất tên kia lại giết trở về đây. Dòng dã một nén nhang, số 1 cột sáng bên trong, vậy mà đều không có người đi lên,
số một quang trụ chung quanh phần lớn người ánh mắt đều rơi vào phi tiên số một trên người. Số một lôi đài, tiếp qua một nén nhang không người ra sân, không lên trận người ngẫu nhiên đào thải 10 người. Lúc này, một đạo ung dung thanh âm quanh quẩn tại hư không. Ngẫu nhiên đào thải 10 người, mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn họ chỉ có 240, 50 người a, nửa canh giờ đào thải 10 người, một canh giờ 20 người, cái này 250 người, chỉ cần thời gian một ngày liền đào thải. Nhưng dù cho như thế, trong thời gian ngắn vẫn như cũ không ai dám lên đi. Xem ra, ngay từ đầu không nên biểu hiện quá mức cường thế, hiện tại, biểu diễn diễn kỹ thời điểm đến. Tiêu Phàm trong lòng đại khái có suy nghĩ, hắn lặng yên không tiếng động cải biến một lần dung mạo, ngay sau đó đạp chân xuống, trong nháy mắt xông vào số một cột sáng bên trong. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cục có người ra sân, chỉ cần hắc bào nhân kia đào thải hết người này thành công tấn cấp, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ ra sân. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, phi tiên số một một mực đứng ở cái kia không nhúc nhích, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hắn lại không phải người ngu, Tiêu Phàm linh hồn phân thân còn ở trong cơ thể hắn đây, lại làm sao có thể xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm, đây hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình nha. Chuyện gì xảy ra, người kia sao không động thủ, đám người 10 điểm không hiểu. Hắn không phải chỉ kém một khối lệnh bài liền có thể tấn cấp sao? Không phải mới vừa cướp ra sân sao? Làm sao hiện tại ngược lại không nhúc nhích, chờ đợi chốc lát, nhìn thấy phi tiên số một xác thực không định ra sân, đám người lúc này mới nhìn về phía giữa sân Tiêu Phàm. Ta tới chiến ngươi, một cái đầu sói tu sĩ đạp không mà lên, ở hắn tiến vào số một lôi đài thời khắc, trong nháy mắt biến hóa thành một đầu đạt đến gần 100 trượng bạch sắc cự lang. Miệng nôn răng nanh, mặt lộ hung quang, một đôi đỏ thắm con ngươi quan sát Tiêu Phàm, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Nhân tộc tiểu tử, lăn xuống, tha cho ngươi một mạng. Bạch sắc cự lang từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, âm thanh vang dội đinh tai nhức óc. Ngươi còn không xứng, Tiêu Phàm mặt âm trầm, trong lòng lại là cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu không phải là sợ những người kia không dám lên trận, hắn nơi nào sẽ cùng bạch sắc cự lang nói nhảm, trực tiếp một bàn tay trải qua đến liền là vậy. Thế nhưng là, muốn thắng được 5 khối lệnh bài, cũng không phải bình thường khó khăn. Dù sao, hiện tại nhảy ra, chưa hẳn là cường giả chân chính, 250 người tới bên trong, có thể ẩn trốn lấy không ít thiên tài chân chính đây. Hừ, qua phía dưới ngươi liền biết cái gì gọi là hối hận. Bạch sắc cự long nổi giận gầm lên một tiếng, một cái móng vuốt điên cuồng hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một đầu to lớn ngân lang hư ảnh, để khí thế của nó tăng cường mấy bước. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo đánh tới, hắn không có chính diện va chạm, mà là nhanh chóng thối lui. Ta còn tưởng rằng cái kia nhân tộc tiểu tử thực lực rất mạnh đây, chỉ chút tài nghệ này. Xem cuộc chiến tu sĩ vẻ mặt khó chịu, sớm biết bọn họ cũng xông lên. Thực lực như vậy, bọn họ cơ bản đều có thể chắc thắng một mai kiếm lệnh a, đáng tiếc, chỗ tốt như vậy lại là tốt rồi bạch sắc cự lang. Tiểu tử, ngươi liền biết trốn sao? Bạch sắc cự lang mất kiên trì, bỗng nhiên, thân thể của hắn một trận nhúc nhích, từ trên cổ của hắn phản chia ra một cái đầu. Mấy tức về sau, bên trái lại chia ra một cái đầu, ba cái đầu đồng thời há mồm phun ra một luồng hơi lạnh, hư không nhanh chóng kết băng, hình thành lớp kín băng tinh chi tường. Băng tinh chi tường nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vây lại, Tiêu Phàm vừa mới chạy trốn tới quang trụ giáp danh, liền bị đông kết thành, không nhúc nhích được mảy may. A bạch sắc cự lang khẽ cười một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên sáp nhập vào băng tinh bên trong, hướng về Tiêu Phàm đi tới. Khi hắn đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa thời điểm, chỉ thấy hắn nâng lên một cái móng vuốt, hung hăng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới, muốn đem Tiêu Phàm đánh giết ở cột sáng bên trong. Oanh, nhưng mà, cũng đúng lúc này, hư không một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm vị trí băng tinh tất cả đều phá toái, Tiêu Phàm sấn loạn đi tới bạch sắc cự lang sau lưng. Hung hăng một cước đạp ra ngoài. Bản cân vớt phịch một tiếng, ba đầu bạch sắc cự lang vội vàng không kịp chuẩn bị Tiêu Phàm hung hăng một cước đá vào trên mông, lập tức tới một ngã gục. Thân thể của hắn không nghe sai khiến, hướng về phía trước đánh tới. Không, ba đầu bạch sắc cự lang gầm thét, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng.
Cái này nhân tộc tiểu tử thực lực rõ ràng không được tốt lắm, lấy hắn thực lực rõ ràng có thể thắng a, thật không nghĩ đến, lại bị cái này nhân tộc tiểu tử đánh lén. Trong lòng của hắn tràn đầy sau hồ, sớm biết vừa rồi liền không nên phất lờ. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã không kịp, Tiêu Phàm lực đạo cũng không nhỏ, một cước đá ra, mặc cho ba đầu bạch sắc cự lang dùng lực như thế nào, cũng không vững vàng thân hình, đầu của hắn trực tiếp chui ra quang trụ. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng bay ra ngoài, tại mặt đất ngã nhào xuống một cái. Ta thắng, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh ngạc, sau đó tay chân vũ điệu cười ha hả, ta vậy mà thắng. Tiêu Phàm lời nói, tựa như hắn thắng được trận đấu này, liền chính hắn đều không tin một dạng. Tam ca đây là đang làm gì? Lấy hắn thực lực, đánh bại ba đầu kia lang, không chỉ là trong thời gian nháy mắt sự tình sao? Quan Tiểu Thất khó hiểu nói. Mặc dù Tiêu Phàm biến ảo một lần dung mạo, nhưng là, khí tức trên thân của hắn không thay đổi gì hóa, bọn họ liếc mắt liền nhận ra. Muốn trách thì trách lão Tam quá mạnh a. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười một tiếng, nói, ngươi không thấy được hắc bào nhân kia, thắng hai trận sau cuộc tranh tài, liền không ai dám lên đi sao. Bọn họ không biết thần điêu phải chăng cho phép dự thi, bởi vậy phi tiên số một thân phận chỉ có hắn và Tiêu Phàm biết rõ, dù cho Quan Tiểu Thất đều cũng không có nói cho. Cũng phải, nếu là Tam ca toàn lực ứng phó, đoán chừng những người kia tình nguyện bị ngẫu nhiên đào thải, cũng sẽ không nguyện ý đưa lên của mình kiếm làm cho. Quan Tiểu Thất gật đầu một cái. Không người nào nguyện ý cùng cường giả giao phong, nếu là thắng còn tốt, có thể đủ nhiều phải một mai kiếm lệnh. Nhưng nếu là trận đầu liền thua, chẳng những muốn bị đào thải, còn muốn thua trận 10 cái địa vực, đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy. Ta cảm thấy, lão Tam diễn kịch, so với hắn chân chính chiến đấu còn muốn vất vả. Nam Cung Tiêu Tiêu khe khẽ thở dài, nói thắng được quá nhanh cũng không tiện. Thắng được quá chậm liền lãng phí thời gian, nếu là thắng được không đủ ngoài ý muốn lại lộ ra quá giả, dễ dàng để cho người ta nhìn ra mau bệnh. Ai, đúng vậy a, người quá cường đại, có đôi khi cũng không tiện. Quan Tiểu Thất cũng không nhịn được thở dài. Nếu để cho người nghe được đối thoại của hai người, nhất định sẽ hận không thể hung hăng quất bọn hắn một trận, hắn đây nha rất có thể trang. Bất quá bọn hắn nói ngược lại là sự thật. Tiêu Phàm muốn mau chóng thắng được 5 khối kiếm lệnh, chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách ngoài ý muốn thắng lợi, mới có thể khiến người khác không cố kỵ gì ra sân. Nếu là như phi tiên số một đồng dạng, nhất định là không ai dám lên đến cùng hắn chiến đấu, tự nhiên cũng không thắng được đầy đủ kiếm lệnh. Số 1 cột sáng bên trong, Tiêu Phàm thu hồi cái viên kia kiếm lệnh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở nên hết sức nghiêm nghị, chỉ là so với vừa rồi, muốn tự tin rất nhiều. Xem ra ta cũng rất lợi hại nha, Tiêu Phàm nói một mình, ngay sau đó nhìn chăm chú ngoài sân tu sĩ, vẻ mặt hưng phấn nói, ai dám lên đến, ta muốn đánh 5 cái. Quang trụ bên ngoài tu sĩ khóe miệng có chút co lại, người nhà bản thân cảm giác cũng quá tốt đi. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nhìn ra, ngươi sở dĩ có thể đào thải ba đầu cự lang, chẳng qua là ngươi vận khí tốt sao? Còn đánh 5 cái, nơi này ngươi, đoán chừng tùy tiện đi lên một cái. Đều không phải là ngươi có thể địch. Ta tới, bốn phía tu sĩ đã kiến thức qua Tiêu Phàm thực lực, tự nhiên là không cố kỵ gì, nhao nhao đạp không mà lên. Đáng tiếc, chỉ có một cái người may mắn, dẫn đầu tiến vào cột sáng bên trong, những người khác tất cả đều bị ngăn cản tại quang trụ bên ngoài. Ai, đáng tiếc, sớm biết ta hẳn là nhanh một chút, vậy cái này một mai kiếm lệnh chính là ta. Đúng vậy a, ta cũng hẳn là càng nhanh một chút. Bỏ qua một mai kiếm lệnh, đây chính là 10 cái địa vực a. Không có tiến vào cột ánh sáng tu sĩ vẻ mặt buồn bực và tiếc hận, bọn họ âm thầm thề, nếu như lại có cơ hội như vậy, mình nhất định không thể bỏ qua. Giờ phút này, số 1 cột sáng bên trong, một cái hắc bào nam tử ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhân tộc tiểu tử, theo ta thấy, ngươi chính là bản thân đi ra tốt, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vừa mới ba đầu kia lang đều thua tại trong tay của ta, ngươi lại tính là thứ gì? Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, hắn giờ phút này, liền tựa như một cái tự tin quá mức nhà giàu mới nổi. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta ra tay không nặng nhẹ. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng, lách mình liền hướng lấy ngực của Tiêu Phàm vỗ tới. Một đạo thần lực trưởng cương ngưng tụ thành hình,
mang theo rung trời chi uy trấn áp mà xuống. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, thân thể vội vàng hướng phía sau thối lui, không dám chính diện nghênh đón Hắc Bảo Nhân một chưởng. Hắc Bảo Nhân làm sao có thể bỏ qua Tiêu Phàm, thân thể của hắn nhanh chóng theo vào, so Tiêu Phàm đều muốn nhanh mấy phần, mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc. Phù phù, Tiêu Phàm đột nhiên ngã trên mặt đất, cái kia trưởng cương vừa lúc dọc theo đỉnh đầu của hắn bay qua, oanh ở bên cạnh trên mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn động. Lại tránh thoát một kích, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà một màn kế tiếp, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Hắc Bảo Nhân một trưởng quá dụng lực đầu, vừa lúc rơi vào Tiêu Phàm trước mặt, đưa lưng về phía Tiêu Phàm, phía trước cách đó không xa chính là quang trụ ranh giới. Không được qua đây, Tiêu Phàm sợ hãi phía dưới, híp mắt đem hết toàn lực oanh ra một trưởng. Một trưởng này, 10 điểm quỷ dị vừa lúc đánh vào Hắc Bảo nam tử kia giữa lưng, Hắc Bảo nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, tại hư không hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh kỳ lân. Nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn vẫn như cũ tốc độ không giảm mảy may, bị Tiêu Phàm một quyền kia trực tiếp đánh ra quang trụ kết giới. Cái này cũng có thể. Ngoại giới, tất cả mọi người trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Rõ ràng Tiêu Phàm kém chút bị cái kia mặc kỳ lân một trưởng đánh giết, rõ ràng Tiêu Phàm chỉ có sức chạy trốn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng rốt cuộc lại là hắn thắng được tranh tài. Quả thứ ba. Đám người tràn ngập sự không cam lòng, trong lòng càng là có được một cỗ vô địch tự tin. Cái này nhỏ yếu nhân tộc tiểu tử đều có thể có được 3 cái kiếm lệnh, bọn họ những người này càng thêm có hy vọng lấy được a. Nếu như bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm trở thành vô trần lúc mặt mũi, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ, đoạn thời gian trước, cái kia vô trần thế nhưng là lừa gạt bọn họ khoảng 100 khối ngọc bài. Rác rưởi, Tiêu Phàm thu hồi quả thứ 3 kiếm lệnh. Sau đó nhìn xem rơi vào quang trụ bên ngoài mặc kỳ lân, phun một bãi đờm, chỉ ngươi thực lực như vậy, cũng muốn để cho ta lăn ra ngoài. Đám người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, hắn đây nha bản thân cảm giác thực sự là quá lương hảo. Chẳng lẽ ngươi nha không biết, bản thân thắng được 2 khối này kiếm lệnh, cũng là vận khí gây ra sao? Mặc kỳ lân càng là buồn bực phun ra 2 ngụm lão huyết, bản thân rõ ràng mạnh hơn hắn a, làm sao sẽ thua? Làm sao sẽ thua đây? Chủ yếu nhất là, gia hỏa này lại còn gọi hắn rác rưởi. Một hơi này, nhưng hắn làm sao nuốt trôi? Lại đến. Tiêu Phàm lại là vẻ mặt hưng phấn, nhìn chăm chú bốn phía tu sĩ, tự tin nói, quá yếu, đến mấy cái mạnh một điểm, ta muốn đánh 5 cái. Bản cân vớt ta muốn đánh 5 cái. Tiêu Phàm liều lĩnh lời nói vang vọng thật lâu ở trong hư không, đám người nghe được khóe miệng co quắp một trận. Cơ hồ lời còn chưa dứt, liền có vài chục đạo thân ảnh đồng thời phóng lên tận trời, bọn họ chen lấn phóng tới số một cột sáng bên trong. Kiếm lệnh này là của ta, ai cũng chớ cùng ta mạnh, bằng không ta liều mạng với người đó. Đám người kêu to không thôi, ai cũng nghĩ cái thứ nhất tiến vào cột sáng bên trong, cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Tiêu Phàm thực lực bọn họ đều thấy ở trong mắt, rõ ràng chính là chiến năm cặn bã a. Nếu không phải là hắn vận khí tốt, chỗ nào có thể thắng được 2 cái kiếm lệnh. Cùng Tiêu Phàm một trận chiến, hoàn toàn chính là đi nhặt kiếm lệnh mà thôi, ai muốn bỏ lỡ chuyện tốt như vậy đây. Cuối cùng, xông vào cột sáng bên trong, rốt cuộc lại là Tiêu Phàm một cái khác người quen, Ma Long Tử. Ma Long Tử một bộ vinh váo hung hăng bộ dáng, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, so với trước đó 2 người, hắn rõ ràng phải thận trọng rất nhiều. Là thái cổ ma long tộc Ma Long Tử, tiểu tử này nhất định phải thua. Đúng vậy a, những năm này, Ma Long Tử đã tấn cấp vạn tộc thiên tài bảng thứ 289 tên, liền thần Long Tử đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thần Long Tử bại bởi Hắc Bào nhân kia, Ma Long Tử làm sao cũng sẽ thắng một trận a. Đám người xì xào bàn tán, bọn họ chỉ có thể hâm mộ Ma Long Tử vận khí tốt. Đương nhiên, nếu như không phải Ma Long Tử thực lực đủ mạnh, cũng sẽ không phải hắn cái thứ nhất xâm nhập cột sáng bên trong. Tiểu tử, người sẽ không lại giống mới vừa rồi vậy may mắn. Ma Long Tử lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Có đúng không? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, vẻ mặt ngoạn vị cười nói. Ma Long Tử thấy thế, con người hơi hơi co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, luôn cảm giác Tiêu Phàm ở nơi nào gặp qua, nhất là cái ánh mắt kia.
không có khả năng, không thể nào là hắn đã chết. Ma Long Tử bỗng nhiên đung đưa đầu. Vừa mới một sát na kia, hắn trong nháy mắt nghĩ tới Kiếm Hồng Trần ánh mắt, bỗng nhiên sợ run cả người, Kiếm Hồng Trần danh tiếng, đã để hắn phát ra từ linh hồn e ngại. Đây chính là kém chút cùng Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba đại tuyệt thế thiên kiêu đồng quy vu tận nhân vật A, hắn Ma Long Tử như thế nào đối thủ? Nếu như người trước mắt là Kiếm Hồng Trần, vậy hắn thua không nghi ngờ. Chỉ là, vạn tộc thiên tài bảng bên trên vẫn không có Kiếm Hồng Trần danh tự, điều này nói rõ, Kiếm Hồng Trần vẫn không có xuất hiện, nói không chừng cũng sớm đã chết không thể chết lại. Cút ra ngoài cho ta, Ma Long Tử tức giận chừng Tiêu Phàm một cái, một ánh mắt thiếu chút nữa thì hù dọa hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Bỗng nhiên, Ma Long Tử dùng hết toàn lực một đòn đánh phía Tiêu Phàm, một kích này, hắn căn bản không phải ôm đánh bại Tiêu Phàm hy vọng, mà là ôm giết chết Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, hắn từ vừa rồi Ma Long Tử trong thần sắc, đã đoán được một chút. Hắn không nghĩ tới, Ma Long Tử vậy mà như thế hận bản thân, muốn giết bản thân. Lúc trước một điểm tình nghĩa, hôm nay tan thành mây khói, lần sau gặp ngươi, giết không tha. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, trong lòng lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ lực lượng linh hồn bay thẳng Ma Long Tử ý thức hải, Ma Long Tử toàn thân khẽ run lên, nhưng hắn quyền thế không giảm, trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm bên người. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có ý xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người sang thể. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Ma Long Tử trực tiếp từ Tiêu Phàm bên người bắn ra mà qua, trực tiếp hướng về phía trước chạy như điên. Không, chuẩn xác mà nói, là hướng thẳng đến bên ngoài quang trụ bên ngoài chạy đi. Thời gian mấy hơi thở, Ma Long Tử liền chạy ra khỏi quang trụ kết giới, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại, vừa mới xảy ra cái gì. Hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn bốn phía, quay đầu nhìn tới, lại là phát hiện mình đứng ở quang trụ bên ngoài. Quang trụ bên ngoài, Ma Long Tử sắc mặt đại biến, tức giận phóng tới quang trụ, nhưng vừa vặn chạm đến quang trụ, liền bị một cỗ lực lượng đánh bay, trọng trọng đập xuống đất. Hắn nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, tức giận quát ầm lên, hỗn trướng, người đối với ta làm cái gì? Tiêu Phàm nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ma Long Tử, gãi gãi đầu, khó hiểu nói, ngươi chạy ra đi làm cái gì? Bộ dáng kia, không hề giống làm bộ. Đám người thấy thế, cũng không khỏi nghi hoặc nhìn Ma Long Tử. Cái này Ma Long Tử chẳng lẽ ngốc hả, làm sao đột nhiên bản thân chạy ra ngoài đây? Chẳng lẽ hắn là cố ý đem kiếm lệnh đưa cho cái kia nhân tộc tu sĩ? Ta chạy đến, Ma Long Tử mặt âm trầm, hắn là 100 không tin. Ta đầu có bệnh, xông đi vào liền chạy ra ngoài, liền kiếm lệnh cũng không cần. Thế nhưng là, hắn mình cũng không cách nào giải thích chuyện này, bởi vì hắn vừa rồi chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, sau đó liền đem hết toàn lực đi giết cái kia tiểu tử. Chờ chút, Ma Long Tử tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng hoảng sợ nói công kích linh hồn. Nghĩ vậy, Ma Long Tử bỗng nhiên run một cái, bản thân lâm vào đối phương công kích linh hồn huyễn cảnh bên trong, vậy mà không phát hiện. Vậy đối phương công kích linh hồn, lại phải làm sao cường hãn? Chẳng lẽ trước đó hai người kia không giải thích được thất bại, cũng không phải là người này vận khí tốt, mà là đối phương quá mạnh. Lúc nào nhân tộc nhiều hơn một cái người đáng sợ như vậy vật? Ma Long Tử không hiểu, bất quá, hắn trong lòng lại là dâng lên một cỗ nồng nặc bất an, trong đầu lần nữa hiện lên Kiếm Hồng Trần ba chữ này. Ta thua rồi, Ma Long Tử khẽ cắn môi. Hắn không nguyện ý đắc tội nhân vật như vậy, mặc kệ đối phương là không phải Kiếm Hồng Trần. Hắn cũng rất muốn đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra, nhưng là hắn cũng biết, đám người đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng hắn. Nhất định phải đem việc này nói cho Long tộc, mặc kệ bọn hắn có tin hay không. Ma Long Tử nghĩ thầm, sau đó sa sút về tới trong đám người. Tiêu Phàm căn bản không có con mắt liếc hắn một cái, mà lại yên lặng thu hồi quả thứ tư kiếm lệnh. Ta quả nhiên vô địch thiên hạ, Tiêu Phàm hài lòng cười cười, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, hướng về phía bên ngoài ngoắc ngón tay, nói còn không người nào dám tới sao. Đám người xúc động phẫn nộ, hận không thể lập tức xông đi vào. Nhưng lại một bóng người so đám người càng nhanh, lại là phi tiên số 1,
chẳng biết lúc nào đã xông vào cột sáng bên trong. Là cái kia cường nhân, một lần này, cái này nhân tộc tiểu tử sợ là phải xui xẻo. Hừ, hắn vận khí là không sai, có thể quá tam ba bận, đây đã là lần thứ tư. Đám người lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, trong mắt bọn hắn, những người khác có mạnh hơn, cũng không có phi tiên số một mạnh. Bây giờ phi tiên số một tự thân lên trận, tiểu tử kia ở đâu là đối thủ? Không tệ không tệ, liền bằng ngươi mới vừa chiến tích, Tiêu Phàm hài lòng nhìn xem phi tiên số một, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Lời còn chưa dứt, phi tiên số một đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng hung hăng đập vào lồng ngực của hắn, Tiêu Phàm lời đến khóe miệng trực tiếp nén trở về. Ngay sau đó, thân thể của hắn bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra số một quang trụ. Ta liền biết, tiểu tử này nguyên hình bại lộ, quá yếu. Đám người thấy thế, một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Vừa rồi cái kia ba trận chiến đấu, cũng là tiểu tử này vận khí quá tốt rồi, bằng không mà nói, đã sớm thất bại. Tân cấp, đột nhiên, lại có người kinh hô mà ra. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phi tiên số một bây giờ đã được đến 5 khối kiếm lệnh, chẳng lẽ có thể tấn cấp vòng thứ 2. Bản cân vớt giờ khắc này, số một lôi đài chung quanh tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở phi tiên số một trên người, thời khắc này phi tiên số một quá mức nhìn chăm chú. Cho đến bây giờ, hiện tại mặt khác ba đạo quang trụ lôi đài đều không có người tấn cấp, phi tiên số một là cái thứ nhất. Chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà trở thành một vòng cái thứ nhất lên cấp. Lấy hắn thực lực, mới có thể lấy được phi tiên thánh cảnh danh ngạch A. Đám người âm thầm trầm ngâm, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem phi tiên số một. Có ít người trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, phi tiên số một tấn cấp, bọn họ rốt cục có thể lại bắt đầu lại từ đầu thủ lôi. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, phi tiên số một căn bản không có rời đi lôi đài ý tứ. Hắn chẳng lẽ muốn, đám người con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người trong nháy mắt hiểu được, đoạt được 5 khối ngọc bài mà không nghĩ tấn cấp, hắn là nghĩ tiếp tục khiêu chiến. Nhưng một khi thất bại, hắn nhưng là sẽ duy nhất một lần thua trận 5 viên ngọc bài kiếm lệnh A. 5 viên kiếm lệnh, đây chính là tương đương với 50 cái địa vực. Dùng một mai kiếm lệnh, đi đọ sức 5 viên kiếm lệnh. Rất nhiều người lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, phía trước sợ hãi đều biến mất hết không gặp, có chỉ là hưng phấn. Thực sự là dạng này dụ hoặc quá lớn, chỉ cần chiến bại phi tiên số 1, bọn họ không chỉ có thể thắng 5 viên kiếm lệnh, còn có thể trực tiếp tấn cấp vòng thứ 2. Hô, rốt cục có người nhìn không được, đó là một cái kim bào nam tử, làn da vàng óng, mái tóc dài màu vàng óng choàng tại gặp về sau, giống như vô số tiểu xà đang ngọ nguậy. Vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 198 kim hóa long, truyền văn hắn nhưng là mấy vạn năm trước kim đằng xà tộc tuyệt thế thiên tài, dùng tổ nguyên phong cấm cho tới bây giờ mới xuất thế. Có người nhận ra kim bào nam tử thân phận, không khỏi hít một hơi lạnh. Kim hóa long, mấy vạn năm trước tuyệt thế thiên tài, cố ý phong cấm thực lực bản thân, đến một thế này mới xuất thế. Có thể đủ tổ nguyên phong cấm người, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, cái này kim hóa long bài danh ở 200 tên bên trong, hắn thực lực khẳng định so với U Ma đều phải cường đại hơn rất nhiều. Càng là có truyền văn, mấy vạn năm trước, kim hóa long xông vào vạn tộc thiên tài bảng người thứ tư, chỉ thiếu một chút xíu, liền cướp lấy bọn họ cái kia một đời ba hạng đầu. Nếu là đoạt được ba hạng đầu, hắn cũng liền có thể trực tiếp tiến vào phi tiên thánh cảnh. Không cần thiết đến tranh đoạt danh ngạch ngay từ đầu hắn vẫn không có động thủ, là không muốn mạo hiểm cùng phi tiên số một giao phong, bởi vì hắn cũng một mực không thấy được phi tiên số một danh giới cuối cùng. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục nhịn không được, thật sự là 5 viên kiếm lệnh dụ hoặc quá lớn. Chỉ cần đánh bại phi tiên số một, là hắn có thể đủ trực tiếp tấn cấp. 198 tên sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hẳn là chịu nổi a. Sở dĩ không để phi tiên số một xuống tới, Tiêu Phàm là muốn cho hắn tận lực thu hoạch được càng nhiều kim linh, dựa theo vòng thứ 2 quy củ, phi tiên số một có được càng nhiều kiếm lệnh, liền có thể kiên trì càng thời gian dài. Hơn nữa, hắn cũng không muốn phi tiên số một bại lộ thời gian quá dài, bại lộ thời gian càng lâu, lại càng dễ dàng bại lộ thân phận của nó. Số một cột sáng bên trong, Kim Hóa Long cười híp mắt nhìn xem đối diện phi tiên số một. Nói, năm mai này kiếm lệnh, ta liền thu nhận.
Nói xong, Kim Hóa Long không chút do dự hướng về phi tiên số 1 vọt tới, trên đầu của hắn sợi tóc hất lên, vậy mà hóa thành vô số kim xà, từ 4 phương 8 hướng bắn về phía phi tiên số 1. Phi tiên số 1 cũng không dám khinh thường, đây chính là đã từng đoạt được qua vạn tộc thiên tài bảng người thứ tư nhân vật, coi như kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Mắt thấy những cái kia kim xà lít nha lít nhít bay vụt mà đến, phi tiên số 1 không lùi mà tiến tới, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Yêu dị kiếm khí từ huyết kiếm bên trên nở rộ mà ra, kim xà còn chưa tới gần, liền bị kiếm khí chạm thất linh bát lạc. Đó là, bị đánh bại ma long tử cùng thần long tử nhìn thấy phi tiên số 1 huyết kiếm trong tay, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong đầu của bọn họ trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc trước thấy qua tu la kiếm, chuôi kiếm này, cùng chuôi kiếm này cơ hồ giống như đúc. Chẳng lẽ người nọ là kiếm hồng trần? Ma long tử cùng thần long tử trong lòng trước tiên nghĩ đến, ma long tử càng là không khỏi nhìn xa xa Tiêu Phàm một cái, hắn vừa mới suy đoán Tiêu Phàm mới là kiếm hồng trần. Nhưng hiện tại, hắn càng tin tưởng, phi tiên số 1 mới thật sự là kiếm hồng trần. Không có ai sẽ đem mình thiếp thân bội kiếm cho người khác sử dụng, nhất là kiếm hồng trần dạng này nhân vật thiên kiêu. Vạn xà linh vũ, Kim Hóa Long nhìn thấy những cái kia kim xà bị chém giết, lập tức sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, hai tay một trận biến hóa, vô cùng vô tận chùm sáng màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện. Không, đó là một đám kim xà, lít nha lít nhít, nhiều đến hàng vạn mà tính, cơ hồ răng đầy mỗi một tấc không gian. Cùng lúc đó, Kim Hóa Long cũng thay đổi thành một đầu dài hàng trăm trượng đằng xà, toàn thân răng đầy kim sắc lân phiến, giống như chiến giáp đồng dạng, chiếu lấp lánh. Công kích linh hồn, đám người thấy thế, hơi hơi kinh ngạc. Có người càng là đập thẳng đùi, tán thưởng không thôi. Đúng vậy à, người này thực lực là không sai, nhục thân phòng ngự cũng rất đáng sợ, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, hắn linh hồn phòng ngự chắc chắn sẽ không mạnh tới đâu. Nhìn ngươi còn không bại, Kim Hóa Long cười lạnh không thôi. Cái này vạn xà linh vũ, thế nhưng là kim đằng xà tộc một loại cổ pháp, chuyên môn nhằm vào linh hồn, không chỉ có thể làm cho tu sĩ lâm vào huyễn cảnh, còn có thể hóa thành vạn xà cắn xé tu sĩ linh hồn, quả nhiên là hết sức đáng sợ. Năm đó Kim Hóa Long chính là dựa vào một chiêu này, xông vào vạn tộc thiên tài bảng người thứ tư, thậm chí kém chút đoạt được quán quân. Không thể không nói, cái này cổ pháp rất mạnh, dù cho thánh đế cảnh tiền kỳ, không cẩn thận cũng sẽ gặp nạn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, đáng tiếc, phi tiên số 1 nhưng không có không gian ý thức. Công kích linh hồn thì có ích lợi gì? Mặc dù hắn linh hồn phân thân bám thân phi tiên số 1, có thể công kích linh hồn căn bản liền không tìm được hắn linh hồn phân thân. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, Kim Hóa Long nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy phi tiên số 1 tốc độ không giảm mảy may, trường kiếm trong tay vũ động, không nhìn những cái kia kim sắc quang rắn, một kiếm đâm vào Kim Hóa Long ngực. Làm sao sẽ, Kim Hóa Long con người co rụt lại, trước tiên muốn lui lại, đồng thời, trên đầu của hắn những cái kia kim xà phun lưỡi rắn, nhao nhao nộ xạ phi tiên số 1 đi. Nhưng phi tiên số 1 làm sao có thể bỏ qua hắn đây, hắn trực tiếp lấn người mà tiến, hoàn toàn không nhìn những cái kia kim xà cắn xé, một chưởng hung hăng đập ở cái kia to lớn trên đầu. Oanh một tiếng, Kim Hóa Long to bằng gian phòng đồng dạng đầu ở cái kia một chưởng phía dưới trực tiếp nổ tung. Hóa thành chậm rãi huyết phụ tiêu tán trên không trung, những cái kia kim xà toàn bộ uể oải xuống. Ngươi không biết ta ghét nhất cái gì không? Phi tiên số 1 phun ra một đạo thanh âm khàn khàn, lạnh giọng nói ta ghét nhất rắn. Nói xong, phi tiên số 1 rút trường kiếm ra, ngay sau đó một cước hung hăng đá vào Kim Hóa Long thân thể khổng lồ kia bên trên. Dài hàng trăm trượng nhục thân, lại giống như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng nện ở quang trụ bên ngoài. Kim Hóa Long, bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía phi tiên số 1 ánh mắt, trở nên càng thêm kiêng kỵ. Bản cân vớt Kim Hóa Long hạng gì thiên tài, giờ phút này vậy mà bại. Hơn nữa bại triệt để như vậy, phi tiên số 1 thực lực, lần thứ 2 vượt quá mọi người nhận thức. Là hắn không chết. Ma Long Tử cùng Thần Long Tử hai người sợ hãi hết sức, còn người rút thành một cây châm, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Người khác không biết, có thể hai người lại là hết sức khẳng định, thật sự là chuôi kiếm này quá quen thuộc.
Hơn nữa, hắn thực lực cũng là như thế bá đạo cùng cường thế, cái này khiến phi tiên số một cùng kiếm hồng trần thân ảnh chậm rãi trùng hợp lên. Càng xem, càng giống, hai người chầm chầm một hồi, lộn nhào hướng về bên ngoài đi đến, bọn họ nhất định phải đem việc này nói cho Long Phượng tộc, bằng không nếu là gặp gỡ, bọn họ đều phải xúi quẩy. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Ma Long Tử cùng Thần Long Tử ý nghĩ, hắn đem Tu La Kiếm giao cho phi tiên số một, cũng chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Hắn tất nhiên đáp ứng Hoàng gia, cho Hoàng gia thắng được một cái phi tiên thánh cảnh danh ngạch, nhưng hắn bản thân lại không muốn mất đi cái này một cái danh ngạch. Cho nên, hắn nhất định phải để phi tiên số một đoạt được một cái danh ngạch. Sáu cái kiếm lệnh, hắn còn không xuống dưới. Có người run rẩy mở miệng, lại là nhìn thấy phi tiên số một vẫn không có đi xuống ý tứ. Chẳng lẽ hắn còn muốn thu hoạch được càng nhiều kiếm lệnh sao? Ở kiến thức phi tiên số một thực lực mạnh mẽ về sau, trừ phi vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng top 150 người, những người khác nơi nào còn dám ra sân. Một khi thua, coi như cùng cái kia kim hóa long một dạng, trực tiếp đào thải A. Dù cho sáu cái kiếm lệnh dụ hoặc lại lớn, giờ phút này đám người cũng phải do dự một hai. Người khác lại không phải người ngu, làm sao có thể ra sân thanh kiếm làm cho ngươi đây. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, dạng này đồ đần, vẫn như cũ vẫn tồn tại. Tiểu gia không tin tà, ta tới chiến ngươi. Chỉ thấy Tiêu Phàm bỗng đạp không mà lên, lần thứ hai xông vào số một cột sáng bên trong. Trước đó bại bởi phi tiên số một một mai kiếm lệnh, trên người hắn còn có ba cái kiếm lệnh, chí ít có thể thua hai trận. Cái này đồ đần, quá tự tin a. Chẳng lẽ hắn không biết, bản thân vừa mới thật vất vả thắng được ba cái kiếm lệnh, chỉ là vận khí sao? Vừa mới thua một trận, hắn chỉ còn lại có ba cái rồi a hát. Đám người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm vừa rồi biểu hiện thực lực bọn họ lại biết rõ rành rành, ở đâu là phi tiên số một đối thủ. Hiện tại đi lên, không phải đưa kiếm làm cho thì là cái gì chứ? Vừa mới chuẩn bị quay người rời đi Ma Long Tử, đột nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn xem số một cột sáng bên trong, cũng là khinh thường nói, đây chính là kiếm hồng trần, linh hồn công kích của ngươi dĩ nhiên cường đại, có thể lại có thể mạnh hơn kiếm hồng trần. Ma Long Tử vừa rồi kiến thức qua Tiêu Phàm công kích linh hồn, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cho rằng Tiêu Phàm tuyệt đối không phải phi tiên số một đối thủ, bởi vì phi tiên số một thế nhưng là kiếm hồng trần. Nếu như Ma Long Tử biết rõ, Tiêu Phàm mới thật sự là kiếm hồng trần, phi tiên số một chỉ là một bộ thần điêu mà thôi, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Hơn nữa, Tiêu Phàm đi lên, cũng không phải là muốn đi khiêu chiến phi tiên số một, chỉ là mượn nhờ cơ hội này, cầm trong tay kiếm lệnh đưa đến phi tiên số một trên tay mà thôi. Hắn bây giờ trên tay còn có ba cái, còn có thể đưa cho phi tiên số một hai cái, kể từ đó, phi tiên số một liền có thể có được tám cái kiếm lệnh. Tám cái kiếm lệnh, cho dù tấn cấp vòng thứ hai, đoán chừng cũng thời gian phải rất lâu mới có thể đào thải, thậm chí có rất lớn cơ hội thành công tấn cấp 20 người đứng đầu. So với phi tiên số 1, Tiêu Phàm vẫn là càng thêm tin tưởng thực lực của mình, lấy hắn thực lực, muốn xông vào 20 người đứng đầu cơ hội phải lớn rất nhiều. Tới đi, người cái kia 6 cái kiếm lệnh, đều là của ta. Tiêu Phàm hai tay chấn động, vương bá chi khí vênh váo. Lôi đài bên ngoài tu sĩ, rất nhiều đã không đành lòng bưng kín hai mắt. Còn 6 cái kiếm lệnh đều là của ngươi, chỉ ngươi thực lực như vậy, đối phương một ngón tay liền có thể trấn áp ngươi. Quả nhiên, chỉ thấy phi tiên số một vừa dứt lời, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, một chưởng đánh vào Tiêu Phàm ngực, Tiêu Phàm lập tức giống như diều bị đứt dây đồng dạng, rơi vào quang trụ bên ngoài. Đệ nhị bại, Tiêu Phàm vẻ mặt buồn bực lau đi máu tươi trên khóe miệng, hung tợn trừng mắt phi tiên số một. Ta liền biết, tiểu tử này thực lực thực không tốt lắm, có thể có được 4 cái kiếm lệnh, đã là cực hạn của hắn. Hiện tại biết mình bao nhiêu cân lượng a? Đoán chừng cũng không dám lại lên lôi đài. Các ngươi nhìn, người kia còn không có xuống dưới, hắn chẳng lẽ còn nghĩ ra được càng nhiều kiếm lệnh. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, tất cả đều khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng qua là khi bọn họ nhìn về phía phi tiên số một lúc, trên mặt lại lộ ra chấn kinh chi sắc. Lão Tam, biểu diễn cũng quá liều mạng a. Nam Cung Tiêu Tiêu trong lòng thầm than, dạng này vô tận thần phủ nếu như còn chưa cường đại, vậy cũng không thể trách ai.
Tiêu Phàm làm tất cả những thứ này, cũng là vì Vô Tận Thần Phủ. Tiểu gia không tin ta, lại đến. Cũng đúng lúc này, gầm lên một tiếng vang lên lần nữa, lại là Tiêu Phàm lần nữa xông vào số một cột sáng bên trong. Tiểu tử này là chó ghẻ hay sao? Biết rõ không có thực lực, lại còn đi chịu chết, tức chết lão tử. Nha, những cái này kiếm lệnh, người không muốn, đưa cho ta a. Đám người giận mắng không thôi, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm kiếm trong tay lệnh, chỉ cần hắn dám lên trận, sớm muộn cũng là bọn họ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại đem tất cả kiếm lệnh đều bại bởi phi tiên số 1, bọn họ muốn thắng Tiêu Phàm kiếm trong tay lệnh, cơ hồ là không thể nào. Thật sự cho rằng linh hồn chi lực cường đại liền có thể vô địch thiên hạ. Kiếm hồng trần một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Ma Long Tử 10 điểm khinh thường nói. Vừa mới ở trong tay Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, trong lòng của hắn 10 điểm không phục, thua với kiếm hồng trần, đó là bởi vì kiếm hồng trần đủ cường đại, nhưng hôm nay Tiêu Phàm chỉ là vô danh tiểu bối, dựa vào cái gì đánh bại hắn. Ở Tiêu Phàm cùng phi tiên số 1 tầm đó, hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, bởi vì phi tiên số 1 mới là trong lòng hắn kiếm hồng trần. Trên thực tế, Tiêu Phàm như Ma Long Tử ý liệu như vậy, lại là một trưởng bị phi tiên số 1 cấp hiên phi, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đám người im lặng lắc đầu, tựa như đã sớm đoán được kết cục như vậy. Đều đã chiến bại 2 lần, còn muốn đi lên, không phải tặng đầu người thì là cái gì chứ? Bây giờ đã 3 lần, trước đó vận khí tốt thắng được 3 khối ngọc lệnh toàn bộ thua, lại thua 1 lần, liền bị đào thải. Có gan người tiếp tục không tin ta, đi lên a. Có người kêu gào, khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đi lên, đi lên, những người khác cũng la ầm lên, cũng nghĩ khích tướng Tiêu Phàm. Bây giờ chỉ còn lại có một quả cuối cùng kiếm lệnh, thua một trận nữa, cũng sẽ bị đào thải, bọn họ cũng đúng lúc nhắm mắt làm ngơ. Thật sự là, Tiêu Phàm quá khinh người. Hừ, tiểu gia thật đúng là không tin ta. Tiêu Phàm khó chịu nhìn bốn phía tu sĩ một cái, ngay sau đó lần nữa hướng về quang trụ phóng đi. Hắn thực có can đảm đi. Đám người thấy thế, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Nhưng mà lúc này, một bóng người càng nhanh, vừa lúc ở Tiêu Phàm tiến vào số một quang trụ thời điểm, lách mình ra quang trụ. Có bản lĩnh chớ đi a. Tiêu Phàm thấy thế, lớn tiếng kêu gào. Bản cân vớt có gan chớ đi a. Đám người nghe nói như thế, khóe miệng một trận cuồng rút, tiểu tử này, quá tự luyến. Người ta ở đâu là không có gan, đó là không có ý tứ tiếp tục thắng kiếm của ngươi làm cho tốt ha. Nhưng ngươi nha, lại ngay cả một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Rất nhiều người đều có một loại muốn đánh hắn xúc động, tại xác định phi tiên số 1 không còn sau khi lên đài, rất nhiều người tâm thần khẽ động, không chút do dự hướng về số 1 quang trụ bay đi. Tiêu Phàm trên người nhưng còn có một quả này kiếm lệnh, chỉ cần ra sân, 8-9 phần 10 có thể có được, ai còn sẽ do dự đây. Tiểu tử, ăn ta một đòn. Một cái tu sĩ cực tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới, giống như trước đó phi tiên số 1 đồng dạng, xuất thủ 10 điểm tấn mãnh. Tiểu gia không tin ta, cho ta lăn. Tiêu Phàm thua mất 3 cái kiếm lệnh, tựa như tất cả lửa giận đều tại đây khắc phát tiết đi ra. Tu sĩ kia vừa mới tới gần Tiêu Phàm, cũng cảm giác đầu một trận choáng váng, sau đó bị Tiêu Phàm một quyền trọng trọng nện ở trên ngực, người kia trực tiếp bị oanh ra số một quang trụ. Thắng, đám người thấy thế, tập thể lần nữa trợn tròn mắt. Hắn nha cái này cũng vận khí quá tốt rồi a, vẫn là hắn thực lực vốn là cường đại như thế. Nhưng nếu là hắn thực lực cường đại mà nói, vừa mới cũng sẽ không thua liền 3 trận a. Phải biết, đây chính là 3 cái kiếm lệnh, đại biểu cho 30 cái địa vực đây. Lại đến, tiểu gia muốn đánh 5 cái. Tiêu Phàm hung tợn nhìn xem bốn phía, trong lòng lại là thư sướng không thôi, không uổng công ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hiện tại, dù sao cũng nên thu hồi một điểm biểu diễn phí rồi a hát. Ta tới chiến ngươi, ta liền không tin, ngươi mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Lại có một cái thiên cầu tộc tu sĩ xông vào quang trụ trong võ đài. Tiêu Phàm phía trước biểu hiện, đã cho người một loại thực lực rất yếu. Vận khí còn được đích cảm giác, thậm chí, trên người hắn đã vững vàng đánh lên cái này nhãn hiệu. Coi như hắn thắng được mấy trận tranh tài, đoán chừng cũng sẽ không biến mất cái này nhãn hiệu. Hơn nữa, dựa theo Tiêu Phàm phía trước biểu lộ tâm tính, nếu là có thể thắng được một trận tranh tài, hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục ra sân.
Nói cách khác, có rất lớn cơ hội thắng được trên người của hắn hai cái kiếm lệnh, cơ hội như vậy, đám người làm sao có thể bỏ lỡ đây? Đáng tiếc, bọn họ lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đây? Thiên cầu tộc tu sĩ vẻn vẹn ba chiêu, liền không giải thích được thất bại. Ngay sau đó lại có thiên lang tộc tu sĩ ra sân, lại là không giải thích được chạy ra khỏi số một quang trụ. Đám người lúc này mới có hơi do dự, tiểu tử này, có vẻ như quá tà môn. Ta đã biết, hắn khẳng định có ba trận vận khí rất tốt, sau đó có ba trận vận khí rất kém cỏi. Một cái tiên linh tộc tu sĩ hiểu thông suốt tới, không chút do dự xông lên số một lôi đài. Những người khác vỗ đùi, cũng bị cái kia tiên linh tộc tu sĩ lời nói giật mình tỉnh lại. Đúng vậy a, tiểu tử này trước đó thắng ba trận tranh tài, có thể về sau lại bại bởi phi tiên số một, thua ba trận tranh tài. Nếu như là cái quy luật này mà nói, vậy hắn hiện tại đã thắng ba trận tranh tài, chẳng phải là tiếp xuống lại muốn thua trận ba trận so tài. Gia hỏa này cũng thực sự là suối quẩy a, nếu như vận khí của hắn hơi tốt một chút, có thể thắng được bốn trận tranh tài, chẳng phải là có thể tấn cấp. Có người biểu tình vẻ cổ quái. Những người khác cũng lắc đầu cười một tiếng, ai không muốn vận khí tốt một điểm đây, tiểu tử này có thể có ba trận hảo vận, đã mười phần không sai. Lúc này, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào cột sáng bên trong, bọn họ rất muốn xác minh suy nghĩ trong lòng. Số một cột sáng bên trong, Tiêu Phàm nhìn người đối diện ra sân, trên mặt hiện lên một nụ cười, lắc lắc đầu nói, ngươi quá yếu. Bây giờ, chỉ cần đánh bại người trước mắt, liền có thể tấn cấp vòng thứ hai. Tiêu Phàm đã không cố kỵ gì. Chỉ cần có thể tấn cấp vòng thứ hai, hắn liền có niềm tin rất lớn không bị đào thải. Liền bằng ngươi sao, cái kia tiên linh tộc tu sĩ 10 điểm khinh thường, toàn thân đan sen lôi điện, hiển nhiên, đây là lôi linh biến thành, so với phía trước người, xác thực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng ta, Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đưa tay vung lên, một đạo trưởng cương lập tức đánh phía cái kia lôi linh. Ngươi ngay cả thân thể của ta đều không đụng tới, cũng muốn thắng ta. Trên người ngươi bốn cái kiếm lệnh, ta muốn. Lôi linh cực kỳ khinh thường, vọt thẳng hướng cái kia trưởng cương. Hắn bản thân căn bản không có thực thể, bậc này vật lý công kích, lại có thể là đối thủ của hắn. Đừng nói đánh bại hắn, ngay cả đụng tới hắn đều khó. Nhưng mà, cái kia lôi linh rất nhanh liền không cười được, làm thân thể của hắn vừa mới chạm đến Tiêu Phàm trưởng cương thời khắc. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ hắn. Cái gì? Lôi linh kinh hô một tiếng, thân thể bỗng nhiên không nghe sai khiến, bỗng nhiên hướng phía sau bay ngược mà ra. Bản thân rõ ràng chỉ là một đoàn lôi điện a, hắn là làm sao đụng phải bản thân? Lôi linh nghĩ không hiểu, không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm một cước hung hăng đá ra, trực tiếp đem cái kia lôi linh dẫm ở dưới chân, khinh thường nói, ngươi muốn trên người ta bốn cái kiếm lệnh. Ta, lôi linh vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Thời khắc này Tiêu Phàm, nơi nào còn có lúc trước cười đùa tí từng bộ dáng, quả thực quá kinh khủng. Lan, Tiêu Phàm lười nhác nói nhảm với hắn, nhấc chân phải lên, một cước đem lôi linh đá bay ra ngoài. Tất cả những thứ này, cơ hồ phát sinh ở một hai cái trong hô hấp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bốn phía tu sĩ cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến, đây chính là tiên linh tộc thiên tài a. Lại bị đè lên đánh. Hơn nữa vẻn vẹn một hai cái thời gian hô hấp, liền bị đánh bại. Đám người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đã nói xong hắn sẽ suối quẩy đây. Hắn đây nha ở đâu là suối quẩy a? Hiện tại hắn đã có được 5 viên kiếm lệnh, đã có thể tấn cấp vòng thứ hai. Hắn chẳng lẽ là cố ý? Có người trong bóng tối nói thầm, bắt đầu hoài nghi Tiêu Phàm thực lực. Bất quá, phần lớn người vẫn như cũ không tin. Nếu như Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, vậy làm sao cũng sẽ có điểm tự mình hiểu lấy a, làm sao sẽ liên tục khiêu chiến phi tiên số 1 đây. Đáng tiếc, hắn đã tấn cấp, muốn có được hắn bị thương kiếm lệnh, đã không có cơ hội. Có người âm thầm lắc đầu. Nếu như Tiêu Phàm không có lên cấp mà nói, bọn họ còn nghĩ đi lên đánh cược một lần. Ta nói, ta muốn đánh 5 cái, các ngươi không tin. Còn có người muốn kiếm lệnh sao? Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm càn rỡ thanh âm lần nữa đang vang lên, hắn cũng không hề rời đi cột ánh sáng ý tứ. Tiểu tử này thật đúng là tự luyến a, có thể tấn cấp, lại còn không đi xuống. Có người thấy thế, ánh mắt tỏa sáng, trong lòng cười lạnh không thôi.
không ít người đã bắt đầu dục dịch, còn có người nhìn không được vọt thẳng vào số một lôi đài bên trong, đó là một đầu đạt đến mấy trượng kim sắc kỳ lân. Bây giờ Tiêu Phàm đã có 5 viên kiếm lệnh, chỉ cần đánh bại hắn, duy nhất một lần liền có thể có được 5 viên kiếm lệnh, loại chuyện này cớ sao mà không làm. Huống hồ, tiểu tử này thực lực vốn là không mạnh, dù cho vừa mới thắng liền 4 trận, cũng không người cho là hắn mạnh bao nhiêu, tối đa cũng liền là vận khí tốt một điểm mà thôi. Bây giờ hảo vận đã qua, tiếp xuống khẳng định phải xui xẻo. Tiểu tử, người rõ ràng có cơ hội lên chức, đáng tiếc, người không trân quý, vậy ta sẽ không khách khí. Kim sắc kỳ lân cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, đi từng bước một tới. Người cảm thấy ta rất dễ bắt nạt sao? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem đối diện tu sĩ, cười nhạt một cái nói. Bản cân vớt Tiêu Phàm tra hỏi, để đối diện tu sĩ hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra khinh thường, người không dễ bắt nạt, ai lại dễ bắt nạt? Chữ cuối còn không nói ra, tu sĩ kia chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ tung, trên mặt lộ ra thống khổ, ngay sau đó thân thể giống như cong một dạng bay ngược mà ra. Tốc độ kia, giống như chớp lóe, nhanh đến mức cực hạn. Vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, tu sĩ kia liền xuyên qua quang trụ, biến mất ở chân trời. Tê những cái kia đang ngồi tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, con người mãnh liệt co rút lại, kinh hãi nhìn xem cột sáng bên trong Tiêu Phàm. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà như thế cường đại. Một cước đem một cái khác đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ đạp bay, cái này phải sức mạnh mạnh cỡ nào a? Chẳng lẽ tiểu tử này một mực cố ý kỳ địch lấy yếu? Nhưng hắn vừa mới không phải bại bởi người áo đen kia 3 trận sao? Rất nhiều người không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm, còn cho rằng mắt mình hoa. Nhưng nhiều người như vậy, không có khả năng mỗi người đều bị hoa mắt a. Hắn tuyệt đối là cố ý, hắn thực lực, không thể so người áo đen kia yếu. Hơn nữa bọn họ là cùng một chỗ, có người kinh hô mà ra. Những người khác cũng âm thầm gật đầu, chỉ có lời giải thích này, mới có thể giải thích được. Một người vận khí coi như không sai, cũng không khả năng liên tục mấy trận đều không sai, dù sao, đạt tới cấp độ này, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bình thường vận khí, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rác rưởi, Tiêu Phàm vỗ vỗ áo bào, đánh rớt phía trên cho bụi, khinh thường phun ra mấy chữ, còn có người đi lên sao? Phía dưới tu sĩ mặt đỏ tới mang tai, bọn họ bị Tiêu Phàm đùa nghịch lâu như vậy, trong lòng đều kìm nén một ngụm nộ khí. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm mạnh như vậy, trong lòng cũng không quá nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là, vừa mới tu sĩ kia bị Tiêu Phàm đạp bay một màn còn rõ ràng hiện lên ở trước mắt, bọn họ ai lại dám tùy tiện đi lên? 6 cái kiếm lệnh đều không người muốn. Tiêu Phàm bĩu môi, lờ đễnh nói, quả nhiên cũng là rác rưởi. Dứt lời, Tiêu Phàm liền chuẩn bị phi ra số một quang trụ. Các hạ không khỏi quá kiêu ngạo, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng... Một bóng người lách mình xuất hiện ở số một cột sáng bên trong. Nhưng còn chưa có nói xong, thân thể đã biến mất ở cùng tại chỗ, hóa thành một đạo quang ảnh biến mất ở chân trời. Đám người trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Một cái hô hấp, không, căn bản không đến một cái hô hấp, một cái đại đế cảnh tu sĩ, liền bị hắn đánh bại. Mạnh, không phải bình thường mạnh, đám người đối Tiêu Phàm thực lực lại có một cái nhận thức mới, thực lực như vậy, tuyệt đối ở vạn tộc thiên tài bảng top 100, thậm chí 50 người đứng đầu bên trong. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Vô Trần. Đột nhiên, có người chỉ Tiêu Phàm hét lớn. Vô Trần sao? Đám người ngạc nhiên, nhao nhao tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Vài ngày trước, bọn họ rất nhiều người đều bị Tiêu Phàm lừa gạt, rất nhiều chủng tộc đều ghi hận lấy tên của hắn. Vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện tác phong trước sau như một, cùng Vô Trần cơ hồ giống như đúc, đầu tiên là kỳ địch lấy yếu, sau đó cố ý nhường người đấu chiến. Nhận ra, Tiêu Phàm nhún nhún vai, lấy tay vung lên, một đạo quang trụ bao phủ hắn, trên thực tế lại là thân hình một trận biến hóa, trong chốc lát lại biến thành Vô Trần bộ dáng. Quả nhiên là hắn, đưa ta ngọc bài. Vô sỉ lừa đảo, đáng chết. Đám người vô cùng phẫn nộ, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể xông đi lên đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nói chung, vạn tộc đổ vực chi chiến, cũng là công bằng tranh đấu, đánh cược. Có thể Tiêu Phàm lại biểu hiện 10 điểm nhỏ yếu, nắm chắc trong bọn họ tâm tham lam,
lừa gạt ngọc bài của bọn họ. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, lăng không mà đứng, ngoạn vị quét mắt bốn phía tu sĩ, nói, lừa đảo. Nếu như không phải là các người bản thân tham lam, cho là ta dễ khi dễ, tìm kiếm nghĩ cách chiếm lấy trên người ta ngọc bài, các người sẽ bị lừa gạt sao? Đám người không biết nói gì, nếu như không phải bọn họ muốn lừa gạt Tiêu Phàm trên người ngọc bài, lại làm sao có thể hãm sâu Tiêu Phàm cho bọn hắn bố trí âm mưu bên trong đây? Các ngươi không phải luôn miệng nói ta lừa gạt ngọc bài của các ngươi sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm bình thường, lạnh lùng đảo qua chung quanh, khinh thường nói, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thắng ta, liền có thể thắng được 7 viên kiếm lệnh. 7 viên kiếm lệnh, nghe được mấy chữ này, không ít người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đúng vậy a, Tiêu Phàm hiện tại đã có 7 viên kiếm lệnh, bởi vì hắn bản thân không tấn cấp. Chỉ cần ở nơi này trong vòng nửa canh giờ đánh bại hắn, liền có thể thu hoạch được trên người của hắn tất cả ngọc bài. Mặc dù rất nhiều người được chứng kiến Tiêu Phàm cường đại, biết rõ đây cũng là Tiêu Phàm cái bẫy. Nhưng còn có một vài người không rõ ràng a, vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện sức chiến đấu, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ đến như thế, chí ít chính bọn hắn cũng có thể làm được. Bây giờ vì 7 viên kiếm lệnh, bọn họ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lão Tam lại bắt đầu kéo cừu hận, Nam Cung Tiêu Tiêu mỉm cười, đoán chừng còn có thể thu hoạch được mấy cái kiếm lệnh. Không biết bọn họ biết rõ Vô Trần chính là kiếm hồng trần về sau, sẽ có cảm tưởng gì. Quan Tiểu Thất cũng cười cười, truyền âm nói. Hai người gắn bó một cái, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, Nam Cung Tiêu Tiêu lại thờ ơ nói, đoán chừng không người dám lên trận rồi a hát. Kiếm hồng trần danh tiếng, chính là vạn tộc thiên tài bảng người thứ tư. Trừ bỏ 3 hạng đầu, lại có mấy người dám theo hắn đơn đấu. Về phần 3 hạng đầu, đây chính là kỳ trước vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất, bọn họ đã có được tiến vào phi tiên thánh cảnh cơ hội, coi như cùng Tiêu Phàm một trận chiến, cũng phải tiến vào phi tiên thánh cảnh sau. Cái gì cẩu thí Vô Trần? Gầm lên một tiếng, chỉ thấy một cái hắc bào tu sĩ đạp không mà lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Thân hình nhìn qua 10 điểm gầy gò, quanh thân hắc phụ quấn. Tản ra 10 điểm lạnh lẽo khí tức, cho người ta một loại xanh nhân vật cận cảm giác. Âm linh tộc, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cái này âm linh tộc lại có thể mang cho hắn từng tia áp lực. Lăn ra ngoài, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắc bào nhân kia gầm thét một tiếng, một mực ma chảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ma chảo chưa từng rơi xuống, Tiêu Phàm cũng cảm giác được một cỗ 10 điểm lạnh lẽo khí tức. Một loại lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân, hai chân đều vậy mà không quá nghe sai sử. Thật là nặng thi khí, người này thực lực, sợ là cùng thi chung đế thực lực không phân cao thấp. Tiêu Phàm trong bóng tối trầm tư, thể nội vô tận chiến huyết khẽ run lên, cỗ kia hàn ý liền bị xua tan không còn một mảnh. Cùng lúc đó, ở da của hắn bên trong, lờ mờ thiêu đốt lấy một tầng ngọn lửa màu vàng, bất luận cái gì hàn khí đều không đến gần được hắn mảy may. Trảm hồn, nhất ma đao, mắt thấy cái kia ma chảo sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm một tiếng quát khẽ, ở sau lưng hắn, đột nhiên cũng xuất hiện một đạo trăm trượng ma ảnh trong tay nắm lấy một chuôi thanh long yển nguyệt đao. Theo trăm trượng ma ảnh vũ động trong tay thanh long yển nguyệt đao, hơn ngàn trượng đao cương giận vung mà xuống, cái kia ma chảo vậy mà không có chút nào mảy may sức chống cự, trực tiếp bạo tán mà ra. Đây là, hắc bào nhân kia kinh hô một tiếng. Thanh âm lại có chút phát run. Bản cân vớt hồng hộc, ma đao vũ thiên, bá khí vô biên. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, ở cái kia dưới một đao, thiên khung đều rất giống bị xé thành hai nửa, cái kia ma chảo sớm đã tiêu tán thành vô hình. Phải biết, phi thiên cổ không gian bích lũy thế nhưng là dị thường kiên cố a, có thể giờ phút này đều rung rung. Đối diện hắc bào nhân vô cùng kinh hãi, hắn không có chính diện chống đối. Mà là nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, trên người áo bào trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đao khí càng là chạm tại trên thân thể của hắn. Bang bang, một trận kịch liệt tiếng kim loại va chạm vang lên, hư không càng là trên sao hỏa bắn, đao khí tựa như đụng phải cái gì vật cứng. Thật mạnh, đám người cũng nhìn không được hít một hơi. Vô Trần nhân phẩm mặc dù không được tốt lắm, có thể thực lực. Lại là để phần lớn người tê cả ra đầu. Các ngươi nhìn, đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô,
ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở bị oanh bay hắc bào nhân trên người, con người run rẩy kịch liệt lấy. Áo bào đen trên người áo bào giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, bại lộ hắn diện mục thật sự. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắc bào nhân dĩ nhiên là một bộ khô lâu, hơn nữa còn là một bộ hoàng kim khô lâu. Vừa rồi một đao kia, vậy mà vẻn vẹn ở trên người hắn lưu lại mấy đạo đao ấn mà đã, có thể nghĩ hắn nhục thân cường đại. Tiêu Phàm trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, mạnh mẽ như vậy xương cốt, đã không kém gì cao cấp thánh giai pháp bảo a, chẳng trách mình một đao, căn bản không làm gì được nó. Hoàng kim cốt, ta biết hắn là ai, hắn là kim cốt đế, âm linh nhị đế một trong kim cốt đế. T, lần này cái kia vô trần phiền toái, kim cốt đế thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 58 tuyệt thế thiên kiêu. Đám người có người nhận ra cái kia âm linh tộc hoàng kim cốt thân phận, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vạn tộc thiên tài bảng thứ 58 tên A, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đó là tuyệt đối có thể có được 20 vị trí đầu cái danh ngạch một trong nhân vật. Dù sao, phía trước có không ít người, thế nhưng là kỳ trước vạn tộc thiên tài bảng quán quân, bọn họ đã có thể vô điều kiện tấn cấp. Hoàng kim cốt, kim cốt đế, Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, mặc dù hoàng kim này xương địa vị rất lớn, nhưng còn chưa tới nhường hắn chân chính coi trọng tư cách. Cùng là âm linh nhị đế thi trung đế, lần trước không phải là bị hắn cho giết lùi sao? Đối diện kim cốt đế cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân cánh tay phải xương cốt, hướng về đạo kia vết đao nhìn mấy lần, ngay sau đó ngẩng đầu lên nói, người vậy mà biết trảm hồn thất ma đao. Vậy liền có chút ý tứ, nhưng ta cảm thấy không có ý nghĩa. Tiêu Phàm lắc đầu. Ân, kim cốt đế nghẹo đầu, không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi thực lực hẳn là coi như không tệ, nhưng nếu là vòng thứ nhất liền đem ngươi đào thải, cái kia phía sau tranh tài, rất không ý tứ. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, một bộ 10 điểm bộ dáng nghiêm túc. Đám người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, tiểu tử này, thật đúng là không phải bình thường phách lối cùng cuồng vọng a. Thậm chí ngay cả kim cốt đế hắn đều không để trong mắt, chẳng lẽ hắn tự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Xem ra ngươi rất tự tin. Kim cốt đế con ngươi băng lãnh, đáng tiếc, tự tin của ngươi, trong mắt của ta, lại là biết bao vô tri. Nói xong, kim cốt đế lấy tay vung lên, vô cùng vô tận kim quang nở rộ, sau đó tại hư không từng chuôi kim sắc cốt đao, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cơ hồ là lui không thể lui, bốn phía kim cốt đao lít nha lít nhít, cơ hồ phong bế Tiêu Phàm tất cả đường lui. Thứ này, thật đúng là luyện khí tài liệu tốt ha. Tiêu Phàm hướng về cái kia kim cốt đế, híp híp hai mắt, trong lòng nghĩ thầm. Nếu như kim cốt đế biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng sẽ tức giận không thôi. Hắn đường đường kim cốt đế, âm linh tộc tuyệt thế thiên kiêu, lại có thể bị người miệt thị, cầm lấy đi luyện khí. Mắt thấy những cái kia kim sắc cốt đao sắp chém tới thời khắc, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên chán phóng từng đạo bạch sắc lôi đình, sau đó phô thiên cái địa quét sạch đi. Xa xa nhìn tới, tựa như vô số lôi điện ở khống ngụ tàn phá bừa bãi, những cái kia chém tới kim sắc cốt đao, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Ở Tiêu Phàm ngoại thân, càng là ngưng tụ thành một đạo bạch sắc lôi điện quang cháo, không có bất kỳ cái gì một thanh kim sắc cốt đao có thể tới gần Tiêu Phàm. Lại càng không cần phải nói, bằng những cái này kim sắc cốt đao chém giết Tiêu Phàm. Lôi điện cổ thuật, đối diện, kim cốt đế sắc mặt âm trầm hết sức, hắn chính là âm linh. Mặc dù nhìn qua kim quang lóng lánh, nhưng những cái kia kim cốt đao, đều là thuần túy âm khí ngưng tụ mà thành. Mà Tiêu Phàm mới vừa trảm hồn thất ma đao cũng tốt, hay là hiện tại lôi điện cổ thuật, vậy mà đều hoàn toàn khắc chế công kích của hắn, cái này khiến hắn hết sức phiền muộn. Đối diện Tiêu Phàm, liền tựa như khắc tinh của hắn một dạng. Kim cốt đế, đợi tất cả kim cốt đao biến mất, Tiêu Phàm thờ ơ nhìn xem đối diện từ kim cốt đế nói. Ta vừa vặn còn thiếu một chuôi xứng tay đao, người có bằng lòng hay không? Nhìn thấy kim cốt đế vừa mới thi triển kim cốt đao một sát na kia, Tiêu Phàm trong mắt liền tinh quang lập lòe. Những năm này chỉ vì tăng cao tu vi, hắn một mực đối vũ khí không có quá nhiều yêu cầu, trước kia chuôi này huyết đồ đao từ lâu liền vô dụng. Cũng không phải là Tiêu Phàm đao đạo không đủ mạnh, mà là hắn không có cố ý theo đuổi đao đạo mà thôi. Bây giờ nhìn thấy kim cốt đế, Tiêu Phàm trong lòng lại dâng lên một loại đã lâu cảm giác, nếu là kim cốt đế có thể trở thành một thanh đao để bản thân sử dụng,
đó là không thể tốt hơn nữa. Ngươi muốn chết, Kim Cốt Đế giận tím mặt, cái này nhân tộc tiểu tử, vậy mà muốn cho bản thân trở thành một thanh đao. Lời còn chưa dứt, Kim Cốt Đế cả người phóng lên tận trời, hai tay lập tức hóa thành cốt đao, điên cuồng chém về phía Tiêu Phàm. Hư không chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt kim sắc phong nhận, đó là vô cùng vô tận đao cương, mỗi một đao đều ẩn chứa nổ tính hung uy, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường, bình phẩm từ đầu đến chân nói, còn kém một chút xíu, nếu là có thể đột phá thánh đế cảnh, uy lực hẳn là càng mạnh. Kim Cốt Đế kém chút tức giận muốn nổ, hắn đường đường tuyệt thế thiên kiêu, lại có thể trở thành trong tay người khác đao. Trảm hồn, nhị ma đao. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, sau lưng trăm trượng ma ảnh lần nữa hiện lên, một lần này, ma ảnh trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao liên tục bổ ra hai đao. Đệ nhất đao uy lực cùng lúc trước không sai biệt lắm, có thể đao thứ hai uy lực, vậy mà cường đại hơn hai lần. Phịch một tiếng, Kim Cốt Đế bị một đao chém trúng, kim sắc cốt đầu đốm lửa bắn tứ tung, phía trên xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, so với vừa rồi, phải xâm nhập một phần. Kim Cốt Đao sắc mặt âm trầm hết sức, trong lúc nhất thời lại cũng không dám tiến lên, ai biết Tiêu Phàm nắm giữ Trảm Hồn Thất Ma đao thứ mấy đao. Tìm mới vừa uy lực mở ra, mỗi một đao đều càng ngày sẽ càng mạnh, hắn mạnh nhất cũng có thể đoán chừng có thể đứng vững đệ ngũ đao mà thôi. Đệ lục đao, tuyệt đối có thể chém giết hắn. Ngươi suy tính một chút, ta có nắm chắc nhường ngươi trở nên càng mạnh. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, bộ dáng kia, không hề giống nhìn đùa giỡn bộ dáng. Kim Cốt Đế trong mắt nhảy một cái, chẳng biết tại sao, ở trước mặt Tiêu Phàm hắn lại có loại cảm giác bất lực. Hừ, dựa vào Trảm Hồn Thất Ma đao tính là gì, có bản lĩnh mạnh hơn đao pháp của ta lại nói. Kim Cốt Đế lạnh rên một tiếng nói. Bản cân vớt đao pháp, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, nhiều năm như vậy, hắn đã không có sử dụng qua đao pháp, đều suýt nữa quên mất mình cũng sẽ đao pháp. Dù vậy, cũng không đại biểu hắn Tiêu Phàm sẽ không sử dụng đao pháp. Đao pháp, kiếm pháp, đồng xuất một đạo. Trong mắt hắn, kiếm pháp sẽ, đao pháp tự nhiên cũng sẽ. Cũng tốt, hôm nay liền cùng ngươi so một lần đao pháp. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, giương tay vồ một cái, phía dưới một hòn đá bay vụt mà lên. Ngay sau đó, Tiêu Phàm phất tay, vô số đao khí nở rộ mà ra, trực tiếp đem tảng đá kia thiết phải vỡ nát. Hắn đang làm gì? Đám người lộ ra nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Kim Cốt Đế cũng là 10 điểm không hiểu, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, ngược lại đứng ở cái kia không nhúc nhích. Nghĩ đến Tiêu Phàm muốn tỉ thí với hắn đao pháp, Kim Cốt Đế trong lòng cũng rất muốn cười, hắn Kim Cốt Đế, nhưng còn có một cái tên khác, vậy liền gọi Kim Cốt Đao. Hắn một thân này khô lâu, có thể so sánh thánh giai pháp bảo còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Dựa theo người khác đối với hắn đánh giá, hắn Kim Cốt Đế, chính là trời sinh âm linh đao khách. Mấy cái thời gian hô hấp, Tiêu Phàm động tác ngừng lại là nhìn thấy viên kia tảng đá lớn, đã hóa thành vô số toái thạch chiếu xuống, trung ương chỉ còn lại có một căn dài mảnh trạng đồ vật. Một thanh đao, đao đá, đám người không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ hắn còn muốn dùng chuôi này đao đá cùng Kim Cốt Đế va chạm hay sao? Đừng nói va chạm. Đoán chừng liền Kim Cốt Đế khí thế đều không chịu nổi a. Ngươi không phải muốn so đao pháp sao? Có thể, Tiêu Phàm lại là 10 điểm chăm chú nhìn đối diện Kim Cốt Đế, tay phải run lên, cuồn cuộn thần lực tràn vào đao đá. Chỉ một thoáng, cái kia thông thường thanh sắc đao đá, lập tức lưu chuyển lên một tầng kim sắc quang mang, nhìn qua giống như chân chính bảo đao. Hừ, một khỏa tảng đá vụn, cũng dám vũ nhục bản đế. Kim Cốt Đế vô cùng phẫn nộ, hắn chờ đợi lâu như vậy, không nghĩ tới liền chờ đến Tiêu Phàm gọt ra một chuôi đao đá, cái này khiến hắn làm sao dễ chịu. Kim Cốt Đế hai tay vũ động, xa xa nhìn tới, hắn toàn bộ khô lâu thân thể đều hóa thành một chuôi trường đao, từng đao điên cuồng chém về phía Tiêu Phàm. Bang bang, Tiêu Phàm không chút hoang mang, cầm trong tay đao đá chống đối, tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm, nhưng mà lại nhanh đến mức cực hạn. Kim Cốt Đế mỗi một đao, đều bị hắn chống đỡ cản lại. Đao, so với kiếm mà nói, thiếu phần kia phiêu giật cùng linh hoạt kỳ ảo, lại nhiều hơn một phần bá đạo cùng cường thế. Giờ phút này, bá giả đao, ở trong tay Kim Cốt Đế chiếm được rất tốt thể hiện. Trái lại Tiêu Phàm,
tựa như đang múa kiếm, chỉ có tránh né phần, căn bản không có sức đánh trả. Chỉ ngươi dạng này đao pháp, cũng xứng xưng là đao pháp. Kim cốt đế khinh thường thanh âm vang lên, đao của hắn, một đao mạnh hơn một đao, chấn động đến Tiêu Phàm không ngừng lùi lại. Tiêu Phàm lại là thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ không nhanh không chậm, mặc cho kim cốt đế đao pháp mạnh dường nào thế cùng bá đạo, đều hoàn mỹ không một tì vết bị hắn chống đỡ cản lại. Các ngươi nói, ai mạnh hơn một chút, còn phải nói gì nữa sao? Tiểu tử kia cơ hồ chỉ có chống đỡ lực lượng, mà kim cốt đế càng chiến càng hăng, lúc đạt tới đỉnh phong thời khắc, tiểu tử kia nhất định sẽ bị chém giết. Ta thế nào cảm giác không giống chứ? Tiểu tử kia liền lớn không kịp thở một ngụm, ngược lại xuất thủ càng ngày càng thông thuận, nói như thế nào đây, ta cảm giác đao pháp của hắn, ở không ngừng tăng lên. Đao pháp tăng lên, đừng khoác lác, coi như hắn thực lực không tệ, cũng sẽ không yêu nghiệt như thế, trong chiến đấu tăng lên đao pháp. Bốn phía tu sĩ mắt không chấp hướng về số một cột sáng bên trong, chờ đợi hai người đại chiến kết quả. Đây cũng là số một quang trụ bắt đầu chồng tộc chi chiến đến nay, chiến nhất lâu bền một trận chiến đấu. Bất quá, phần lớn người cũng không quá xem trọng Tiêu Phàm, cảm thấy Tiêu Phàm nhất định phải thua. Chỉ có hai người ngoài ý muốn, kia liền là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất, hai người nhìn chăm chú số một cột sáng bên trong, ánh mắt lấp lóe lấy ánh sáng khác thường. Rất lâu không nhìn thấy một màn này, tam ca trong chiến đấu tăng lên kiếm pháp cùng đao pháp. Quan Tiểu Thất ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đúng vậy a, ta không khỏi nghĩ tới lúc trước lão tam lần thứ nhất dùng tả thủ đao pháp, ngắn ngủi một nén nhang, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cảm thán nói. Người khác đều không biết Tiêu Phàm năng lực, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu như nói, Tiêu Phàm cường đại nhất là cái gì, không phải thiên phú, cũng không phải trí tuệ, mà là ngộ tính của hắn, cơ hồ không người có thể địch. Tầm thường công pháp, xem xét liền sẽ, hơi phức tạp một điểm, mới có thể nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Cho dù là phức tạp cổ thuật cùng cổ pháp, Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn mất thời gian mấy năm liền lĩnh ngộ thông thấu, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn linh hồn phân liệt năng lực có quan hệ. Oanh! Cột sáng bên trong, truyền đến một tiếng nổ vang, lại là kim cốt đế khí thế đạt tới được đỉnh phong, hắn dùng tận lực khí toàn thân, một đao chảm xuống Tiêu Phàm. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt lấy bọn họ làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng, cột sáng bên trong, cuồng bạo đao khí loạn xạ. Đại đế không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít, giống như mạng nhện một dạng vết rách, toàn bộ mặt đất cũng là bỗng nhiên run một cái. Đám người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi, uy thế cỡ này, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hổ là vạn tộc bảng xếp hạng thứ 58 tuyệt thế thiên kiêu, một đao kia, đoán chừng tiểu tử kia đã bị phách ngay cả cặn đều không còn rồi a hát. Mấy tức về sau, bụi bặm chậm rãi tán đi, lập tức lộ ra bên trong tất cả. Không chết, khi thấy trên bầu trời hai đạo bóng người thời khắc, đám người con ngươi co rụt lại, tất cả đều lộ ra không dám tin. Vừa rồi một đao kia, có thể xưng là hủy thiên diệt địa cũng không đủ, liền kim cốt đế đều lộ ra há mồm thở dốc bộ dáng, nhưng đối diện tiểu tử kia, vậy mà mặt không đỏ, tim không nhảy. Kim cốt đế một đôi con ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn thân người cong lại, mặc dù nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng đoán chừng cũng là cực kỳ không thể tin. Kết thúc, Tiêu Phàm tay phải cầm đao đá, thần sắc không hề bận tâm, sau khi nói xong. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ tươi cười, vậy đến ta. Ngươi, kim cốt đế vừa mới chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là trước người hắn, Tiêu Phàm cả người hóa thành một chuôi tuyệt thế cuồng đao, cùng trong tay hắn đao đá dường như hòa thành một thể. Bang, một đao chém xuống, kim cốt đế hai tay hóa thành kim đao chống đối, nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm công kích. Một cổ lực lượng cường đại tác dụng ở trên người hắn, chấn động đến hắn bỗng nhiên lui về sau hơn mấy trượng, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm giống như đao chi vòng xoáy phong, lần nữa một đao chém tới, người chưa đến, cỗ kia phá không tiếng hét lớn đã vang vọng hư không. Bang, lại là một đao, một lần này, kim cốt đế thân hình lui về phía sau 10 trượng sau khi, điều này đại biểu cái gì? Người mạnh lên, kim cốt đế kêu to,
trong giọng nói đều là không thể tin. Tiêu Phàm vừa mới rõ ràng chỉ có sức chống cự, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ a, nhưng hắn hiện tại, đã vậy còn quá nhanh mạnh lên. Hơn nữa, đao thứ hai so với dao thứ nhất, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Không đúng, người đao pháp này. Kim Cốt Đế đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp kinh hô mà ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bản cân vớt người đây là ta đao pháp. Kim Cốt Đế run rẩy kêu lên, sợ hãi lui về sau mấy bước. Lúc này mới đao thứ hai mà thôi, ngươi có thể phải kiên trì lên, ta vừa rồi thế nhưng là chặn lại ngươi 19 đao. Tiêu Phàm hờ hững thanh âm trong hư không vang lên. Đẩy lui Kim Cốt Đế về sau, thân thể của hắn lần nữa tới gần, mà lần này, đao cương rõ ràng cường tráng hơn 2 lần. Khí thế kia, càng là hết sức sắc bén. Đao thứ ba, Kim Cốt Đế không khỏi kinh hãi. Đao pháp này, đúng là hắn mới vừa đao pháp, tên là Bá Chi Thập Cửu Đao. Cùng nói là đao pháp, nhưng thật ra là một loại cổ thuật, mượn nhờ thân thể lực lượng đem cái này cổ thuật phát huy đến cực hạn. Bá Chi Thập Cửu Đao, một đao mạnh hơn một đao, bình thường mà nói, hắn thứ 19 đao, đã đầy đủ chém giết thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà chặn lại hắn thứ 19 đao. Hơn nữa, ở trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà học xong hắn Bá Chi Thập Cửu Đao. Hắn không biết là, Tiêu Phàm cũng không có chân chính học được Bá Chi Thập Cửu Đao, chỉ là lĩnh ngộ hắn tinh túy, mượn nhờ tự thân sức mạnh thân thể, mới có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Bất quá dù vậy, Tiêu Phàm thi triển uy lực, cũng so Kim Cốt Đế thi triển một kích này phải cường đại hơn rất nhiều. Không đợi Kim Cốt Đế kinh ngạc, Tiêu Phàm đao thứ ba đã rơi xuống, Kim Cốt Đế dùng hết toàn lực chống đối, vẫn như trước bị Tiêu Phàm đánh bay mấy chục trượng. Thân thể của hắn cũng khẽ run lên, ở hắn khô lâu trên cánh tay, càng là lưu lại một đạo vết đao. Tiêu Phàm dùng vẻn vẹn chỉ là đao đá mà thôi, lại bá đạo đến có thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết, cái này khiến Kim Cốt Đế cảm nhận được một loại nồng nặc nguy hiểm. Tiêu Phàm có lẽ không có lĩnh ngộ Bá Chi Thập Cửu Đao lực lượng chân chính, có thể giờ phút này phát huy ra lực lượng, lại vượt xa hắn Kim Cốt Đế thi triển uy lực. Đao thứ tư, Tiêu Phàm lời nói lạnh như băng vang lên lần nữa. Kim Cốt Đế căn bản không có hỏa hoãn chỗ trống, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Lần này, hắn bị đánh bay mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trên cánh tay dấu vết cũng càng sâu. Đao thứ năm, đao thứ sáu. Tiêu Phàm một đao chém ra, uy lực một đao mạnh hơn một đao. Kim Cốt Đế cơ hồ chỉ có chống đỡ lực lượng, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, Kim Cốt Đế đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ. Đám người chung quanh đã sớm thấy choáng mắt, một chút tu sĩ mạnh mẽ, cũng đã nhìn ra Tiêu Phàm thi triển đao pháp, chính là Kim Cốt Đế đao pháp. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm thiên phú cũng như thế biến thái. Vậy mà trong thời gian ngắn học xong Kim Cốt Đế đao pháp, hơn nữa đánh Kim Cốt Đế liên tục bại lui. Đáng sợ như vậy thực lực, lại có ai là đối thủ của hắn? Đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, nếu là vòng thứ hai gặp gỡ Tiêu Phàm, còn phải tiếp tục xúi quẩy. Đao thứ 10, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, đám người chỉ thấy được một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo hồng mông chi quang, có được khai thiên tích địa chi uy. Oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, Kim Cốt Đế thân thể lại cũng không chịu nổi, thiếu chút nữa thì nổ tung, toàn bộ thân thể như là sao băng, trực tiếp bay ra số một quang trụ, trọng trọng đập trên mặt đất. Đám người tất cả đều bị Tiêu Phàm một kích này cho khiếp sợ đến, toàn trường nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 58 tên Kim Cốt Đế, vậy mà thất bại. Hơn nữa, hắn còn thua ở đao pháp của mình phía dưới, chủ yếu nhất là hắn mới khó khăn lắm chặn lại 19 đao một nửa đao pháp. Khụ khụ, một trận tiếng ho khan kịch liệt từ ngươi trong bụi bậm truyền đến, lại là một đạo kim sắc quang ảnh chậm rãi đi ra, thân hình chật vật không chịu nổi. Kim Cốt Đế, có người nhìn không được lên tiếng kinh hô, thậm chí lộ ra không thể tin. Cũng khó trách bọn hắn không tin, thời khắc này Kim Cốt Đế, toàn thân khô lâu tất cả đều là khe hở, tựa như tùy thời có thể tan ra thành từng mảnh một dạng. Tê một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm lại có thể đánh bại Kim Cốt Đế, hơn nữa đem hắn bị thương thành dạng này. Tiêu Phàm lại là thần sắc 10 điểm bình tĩnh,
chậm rãi đi ra số 1 quang trụ. Hắn biết rõ, trải qua vừa rồi một trận chiến, số 1 lôi đài, đã không có ai sẽ đánh với hắn một trận, coi như hắn tiếp tục bá chiếm số 1 lôi đài, tiếp qua nửa canh giờ, cũng sẽ tự hành tấn cấp. Phù phù, Tiêu Phàm mới vừa đi ra màn sáng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Kim Cốt Đế bỗng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng về Tiêu Phàm vị trí quỳ xuống. Đường đường vạn tộc thiên tài bảng bài danh 58 Kim Cốt Đế, vậy mà quỳ xuống. Hơn nữa, hắn vẫn là hướng về một nhân tộc tu sĩ quỳ xuống. Một màn này, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Tạ hạ thủ lưu tình, Kim Cốt Đế khom người cúi đầu. Hạ thủ lưu tình, đám người kinh ngạc không thôi, vừa rồi Tiêu Phàm một đao, đã kém chút đem người chém vỡ a, còn hạ thủ lưu tình. Bọn họ không biết là, ở lúc mấu chốt, Tiêu Phàm tháo xuống một nửa khí lực, bằng không mà nói, Kim Cốt Đế đã triệt để tan thành từng mảnh. Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh, vứt bỏ trong tay đao đá. Làm đao đá thoát ly tay hắn thời điểm, trực tiếp hóa thành vô số bụi bặm, tiêu tán trong gió. Đám người âm thầm đáng tiếc, bọn họ còn tưởng rằng đá này đao là cái gì không được pháp bảo đây, không nghĩ tới thật chỉ là thông thường đao đá mà thôi. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Thuộc hạ nguyện ý trở thành chủ nhân đao trong tay, còn mời chủ nhân thu lưu. Chỉ thấy Kim Cốt Đế đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm khom người bái nói, cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, sau đó thân thể một trận biến hóa, lập tức biến thành một chuôi mạ vàng đại đao. Đao dài 4 thước, kim quang lóng lánh, giống như một đầu kim long, đao phong sắc bén dị thường, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Đám người ai cũng không có nghĩ qua, Kim Cốt Đế, vậy mà lại thần phục một cái nhân tộc, hơn nữa tình nguyện trở thành đao trong tay của hắn. Đây chính là vạn tộc thiên tài bảng thứ 58 tuyệt thế thiên kiêu a, hắn ngạo khí đây, hắn ngông nghênh đây. Bọn họ làm sao biết, đối với một ít tu sĩ mà nói, bọn họ theo đuổi đồ vật, dù cho không thèm đếm xỉa sinh mệnh, cũng sẽ cố gắng. Đó cũng không phải giải thích bọn họ không có ngạo khí, không có ngông nghênh, tương phản, cái này là bởi vì bọn hắn nội tâm có một phần người khác không có chấp nhất. Mà dạng người này, vừa lúc là có thể dũng cảm tiến tới, có thể không ngừng trở nên càng tăng mạnh hơn người. Có thể ngăn trở 9 đao nửa, miễn cưỡng hợp cách. Tiêu Phàm trầm mặc lúc này mới gật gật đầu. Xòe bàn tay ra, Kim Cốt Đế biến thành đao, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vũ động, lại là phát hiện coi như thuận tay, so với Tu La Kiếm, cũng không kém bao nhiêu. Từ hôm nay, người lấy thân đao tồn tại lúc, tên là vô tận chi nhận. Tiêu Phàm nhìn chăm chú trong tay Kim Cốt Đế, hài lòng gật đầu nói. Vô tận chi nhận, tự nhiên là lấy từ ở vô tận thần phủ ý tứ, có thể vô hạn tiến hóa. Hắn tin tưởng, đợi một thời gian, vô tận chi nhận tuyệt đối là một chuôi chân chính tuyệt thế thần đao. Lúc bình thường, ngươi liền lấy khô lâu chi thân tồn tại a. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Là, chủ nhân, vô tận chi nhận khẽ run lên, nhộn nhạo vô cùng vô tận đao khí, như cuồng phong mưa lớn lúc, đánh thẳng vào 4 phương 8 hướng, không người dám tới gần mảy may. Bản cân vớt trong chớp mắt, vô tận chi nhận lần nữa biến thành Kim Cốt Đế bộ dáng, cung kính đứng ở bên người Tiêu Phàm. Đám người thật lâu không nói, trong lòng lại là đối Tiêu Phàm thực lực lại có một cái tiệm nhận thức mới. Liền vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 58 tuyệt thế thiên kiêu Kim Cốt Đế, vậy mà một trận chiến thần phục Tiêu Phàm, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thậm chí, rất nhiều người đã bắt đầu nhao nhao suy đoán lên Tiêu Phàm thân phận. Thực lực như vậy, chí ít cũng phải là vạn tộc thiên tài bảng 10 hạng đầu tồn tại a. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ma Long Tử trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, đầu giống như gợn sóng cỗ một dạng đung đưa. Trong lúc nhất thời, hắn đã không phân rõ, đến cùng cái nào mới là Kiếm Hồng Trần. Bất quá Ma Long Tử có thể khẳng định là, Kiếm Hồng Trần khẳng định còn sống. Không được. Nhất định phải đem việc này nói cho tiên tổ. Ma Long Tử thở sâu, nhanh chóng rời khỏi trong đám người. Hắn tiên tổ Ma Thái Hư, chính là nhị quan vương cấp bậc tồn tại, không cần tham gia chủng tộc chi chiến, liền có thể vô điều kiện tiến vào phi tiên bí cảnh. Thế nhưng là,
tiến vào phi tiên bí cảnh, thế nhưng chưa hẳn nhất định có thể có được bản nguyên chi lực. Mà Thái Hư cùng Tiêu Phàm tầm đó như trước vẫn là quan hệ cạnh tranh, lấy hai người thù hận, nhất định là không chết không thôi. Nơi xa, Tiêu Phàm rời đi số một quang trụ, bây giờ nhiều người như vậy kiến thức hắn thực lực, đã có rất ít người dám khiêu chiến hắn. Hắn cũng không tất yếu một mực chiếm cứ lấy số một lôi đài. Có được 8 cái kiếm lệnh hắn, trực tiếp lựa chọn tấn cấp vòng thứ 2, tiếp xuống thì là những người khác tranh đoạt. Tiêu Phàm cùng phi tiên số 1-2 người đào thải mấy cái vốn có thể tấn cấp vòng thứ 2 nhân vật, tỉ như Ma Long Tử, Thần Long Tử, Kiếm Vân cùng Kim Cốt Đế. Thiếu 4 người này, những người khác áp lực cũng nhỏ rất nhiều, tranh đoạt dị thường kịch liệt. Chỉ bất quá, có rất ít người giống Tiêu Phàm cùng phi tiên số 1 đồng dạng, ở có thể lên cấp điều kiện tiên quyết, còn vẫn như cũ lựa chọn khiêu chiến. Bởi vậy, người bình thường tấn cấp vòng thứ 2, cơ bản chỉ có 5 viên kiếm lệnh. Như Tiêu Phàm cùng phi tiên số 1 đồng dạng, lấy được 8 cái kiếm lệnh lên cấp người, ít càng thêm ít. Hơn nữa, Tiêu Phàm cùng phi tiên số 1, cơ bản ở ngày đầu tiên liền tấn cấp vòng thứ 2, tốc độ như vậy, phế nhân đăm chiêu. Ngày thứ 2, thí thần tìm tới Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, lão đại, ta tấn cấp. Chuyện tốt a. Tiêu Phàm mỉm cười, chiếm được mấy cái kiếm lệnh, 5 viên, thí thần thở dài, vẻ mặt buồn bực nói, có ít người nhận ra thân phận của ta, không nguyện ý cùng ta chiến đấu, coi ta lấy được 5 viên kiếm lệnh về sau, lại không người tiến vào lôi đài, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là nửa canh giờ về sau tự động tấn cấp. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn tựa như đã sớm đoán được một dạng. Thí thần thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng người thứ 14 thí A. Người bình thường biết rõ tên của hắn, ai còn dám đánh với hắn một trận. Cho dù là bài danh ở thí thần phía trên người, đoán chừng cũng không nguyện ý khiêu chiến hắn. Huống hồ, thế hệ này thiên tài, xếp tại thí thần trước mặt, chưa chắc có mấy cái. Đúng rồi, lão đại, ta nghe đến một chút liên quan tới Tà Vũ tin tức. Thí thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Lúc trước thế nhưng là Tà Vũ lôi kéo hắn tiến về những chủng tộc khác thí luyện cổ lộ, nhưng hôm nay lại không có Tà Vũ bất cứ tin tức gì, cái này khiến hắn 10 điểm không hiểu. Ta nghe nói, Tà Vũ đã từng qua được nhất quan vương, cho nên không cần tham gia chủng tộc chi chiến. Thí thần biểu tình cổ quái nói, ân, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra kinh ngạc, điểm này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp gỡ Tà Vũ thời điểm. Tà Vũ còn chỉ là thần vương cảnh A, nếu như hắn đã từng là nhất quan vương mà nói, lại tại sao có thể là thần vương cảnh đây? Chẳng lẽ Tà Vũ lấy thần vương cảnh tu vi, đoạt được đã từng vạn tộc thiên tài bảng quán quân, sau đó bản thân phong cấm? Tiêu Phàm trước tiên hủy bỏ suy đoán này, mặc cho Tà Vũ lại làm sao yêu nghiệt, cũng không khả năng như thế biến thái. Ngay từ đầu ta cũng không tin, bất quá về sau ta mới biết được, Tà Vũ lại thu hoạch được nhất quan vương về sau. Liền tự phế tu vi, làm lại từ đầu. Thí thần hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trợn mắt hốc mồm. Tự phế tu vi, một lần nữa lại đến. Cái này cần bao lớn dũng khí và nghị lực. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói Tà Vũ đoạt giải quán quân về sau, cảm thấy tự thân cơ sở không quá vững chắc, cho nên bắt đầu trùng tu, làm gì chắc đó. Thí thần lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu. Trong mắt phun phóng tinh quang, hắn đối Tà Vũ lại có một cái nhận thức mới. Mặc dù một thế này, Tà Vũ chỉ là chiếm cứ lấy vạn tộc thiên tài bảng thứ 33 tên, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, Tà Vũ tuyệt đối có xâm nhập 10 vị trí đầu, thậm chí trước 3 thực lực. Chỉ là Tà Vũ vẫn luôn tương đối là ít nổi danh, cho nên không quá quan tâm thứ tự này mà thôi. Xem ra, cái này phi tiên bí cảnh, có lẽ cũng rất có ý tứ. Tiêu Phàm mỉm cười. Đối phi tiên bí cảnh có ý tứ chờ mong, chỉ là không biết, lão đại bọn họ như thế nào. Lần trước Tiêu Phàm một người khiêu chiến Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong, để Bạch Ma cùng U Ma mang theo Lăng Phong bọn họ đào tẩu. Nhưng hiện tại hơn nửa năm thời gian đi qua, hắn đều đã tới phi tiên cổ, có thể hoàn toàn không có Bạch Ma tin tức của bọn hắn, cái này khiến hắn hết sức lo lắng. Giờ phút này, lòng Phượng tộc một mảnh vô ngần hư vô, có một điểm sáng. Vụt sáng vụt sáng. Nếu là không ngừng tới gần, tất nhiên sẽ nhìn thấy, có một cái tinh thần thế giới toàn thân đỏ như máu,
chán phóng hết sức yêu dị ngọn lửa màu đỏ ngòm, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được huyết quang này. Tử tế quan sát, sẽ phát hiện, ngôi sao kia thế giới bên trong, có một đầu huyết sắc phượng hoàng hư ảnh, toàn thân dục hỏa, dường như ở niết bàn. Lệ một đạo kinh khủng tiếng hét lớn vang lên, chấn động đến hư không kịch liệt không ngừng run rẩy, cả viên tinh thần thế giới đều run rẩy dữ dội lấy. Vực ngoại tinh không, mấy đạo thân ảnh chính quan sát phía dưới, biểu tình ngưng trọng. Mấy người kia không phải người khác, chính là Bạch Ma cùng U Ma một chuyến. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng tộc Thánh Đế Kiếp, thật đúng là quỷ dị. Ngọc Kỳ Tử hướng về phía dưới tinh thần thế giới, không khỏi cảm khái nói. Phượng Hoàng tộc mỗi một lần đại kiếp, cũng là cửu tử nhất sinh, sẽ bị vô tận Niết Bàn chi hỏa phần luyện, có thể sống sót, thực lực bạo tăng, nếu là không kiên trì nổi, liền phi hôi yên diệt. U Ma lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Phượng Hoàng Niết Bàn không phải có thể sống lại không? Công Tử Long không hiểu. Đó là lúc bình thường, dù cho bị người giết chết, Phượng Hoàng tộc cũng có tiếp tục cơ hội sống sót, kia liền là Niết Bàn. U Ma lắc đầu giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá, thiên địa rất là công bình, thượng thiên cho Phượng Hoàng tộc loại thiên phú này năng lực, tự nhiên cũng tước đoạt bọn họ độ kiếp thời điểm loại năng lực này. Đám người Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, trên đời không có tuyệt đối lợi hại chủng tộc, chỉ có thiên phú hơi chủng tộc mạnh mẽ, mấu chốt nhất là, còn phải nhìn hắn làm sao đi lợi dụng mà thôi. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ phía dưới tinh thần thế giới bên trong cuốn tới. Cả viên tinh thần thế giới bỗng nhiên nổ tung, một đầu huyết sắc phượng hoàng dương cánh phủ diêu mà lên. Đám người nhìn thấy một màn này, rốt cục lộ ra nụ cười, rốt cục đột phá. Bản cân vớt phía dưới đầu kia to lớn huyết sắc phượng hoàng, tự nhiên không phải người khác, chính là Lăng Phong. Lăng Phong đang thôn phệ Tiêu Phàm cho hắn thánh nguyên đan về sau, dòng dã hoa nửa năm thời gian mới luyện hóa, khôi phục thương thế trên người. Sau đó lại tốn 3 tháng thời gian, mới đột phá thánh đế cảnh. Bạch Ma bọn họ cảm nhận được Lăng Phong khí thế trên người, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra nụ cười. Chỉ là cái này nụ cười rất nhanh liền ngưng kết tại chỗ, sau đó biến thành kinh hãi. Đang lúc Lăng Phong hướng về bọn họ bay tới thời khắc, hắn toàn thân đột nhiên toát ra một mảnh ngọn lửa màu đen, ngay sau đó, Lăng Phong kêu thảm một tiếng, liền rơi xuống mà xuống. Lăng Phong! Bạch Ma bọn họ kêu to, nhưng mới rồi ngôi sao kia thế giới bạo tạc sinh ra sóng xung kích mãnh liệt mà tới, dù cho đám người lấy thánh đế cảnh thực lực, đều bị xông bay ra ngoài, căn bản không đến gần được mảy may. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngọn lửa màu đen kia bao trùm Lăng Phong toàn thân, Lăng Phong trên người những cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm tất cả đều bị ngọn lửa màu đen kia cắn nuốt không còn một mảnh. Quỷ dị chính là, ngọn lửa màu đen kia bên trong lại còn bí mật mang theo từng tia huyết sắc. Ngọn lửa màu đen kia, là cái gì? Bạch Ma sắc mặt âm trầm, Tiêu Phàm đem Lăng Phong giao cho bọn hắn, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trong lòng bọn họ cả một đời cũng khó an. Ta nhớ được Lăng Phong công tử hình thái hẳn là thông thường huyết ngục thiên phượng hỏa diễm chính là hắc sắc hỏa diễm, thế nhưng là, Lăng Phong công tử phía trước phượng hoàng chi hỏa lại là huyết sắc. U Ma nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn cũng có chút buồn bực. Thân làm Long tộc, U Ma đối Phượng tộc một ít chuyện cũng 10 điểm lý giải. Hắn còn chưa từng thấy có được ngọn lửa màu đỏ ngòm huyết ngục thiên phượng, bởi vì huyết ngục thiên phượng hỏa diễm, hẳn là hắc sắc. Chẳng lẽ là biến dị huyết ngục thiên phượng? Ngọc Kỳ Tử kêu lên. Thiên phượng biến dị, lại làm sao biến dị, cũng không khả năng có được đại đế cảnh huyết mạch a, thiên phượng chỉ là bình thường nhất thiên thần cấp bậc mà thôi. U Ma lắc đầu. Thiên Phượng, nghe danh tự cao đại thượng, nhưng trên thực tế, ở thái cổ thần giới, Thiên Phượng chỉ là cấp thấp nhất tồn tại mà thôi. Liền tựa như đã từng chiến hồn đại lục chiến hồn một dạng, nhất phẩm chiến hồn, lại làm sao biến dị, cũng không khả năng đột nhiên dị biến thành cửu phẩm chiến hồn, nó cần một cái quá trình. Đám người lộ ra vẻ không hiểu, liền U Ma đều không biết, bọn họ càng không rõ ràng lắm. Chỉ có U Cửu Minh. Nhìn chằm chằm phía dưới đen huyết sắc phượng hoàng, con người hơi hơi co rụt lại. Các ngươi nói, có phải hay không tà ngục thần phượng đây? U Ma còn nói thêm, tà ngục thần phượng, cùng Lăng Phong công tử trạng thái bây giờ có chút tương tự, chỉ là cái kia hỏa diễm, tà ngục thần phượng hỏa diễm cũng hẳn là màu đỏ.
không phải Tà Ngục Thần Phượng. Đột nhiên, một mực trầm mặc U Cửu Minh đột nhiên lắc đầu. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy U Cửu Minh toàn thân không ngừng run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là kích động. U Cửu Minh, ngươi là Phượng tộc, ngươi có biết hay không? Thanh Long Vân lo lắng nói, nếu là ngươi biết rõ làm sao cứu Lăng Phong công tử, mau nói đi ra, chúng ta phối hợp ngươi cứu Lăng Phong công tử. Không sai, bất kể như thế nào, cũng không thể để Lăng Phong công tử có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngọc Kỳ Tử cũng gật gật đầu. Không cần, U Cửu Minh con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phong vị trí, cũng không quay đầu lại nói, Lăng Phong công tử không có việc gì. Không có việc gì, đám người không hiểu, ngay sau đó U Cửu Minh lại run rẩy nói ra, hắn đây là huyết mạch phản tổ. Huyết mạch phản tổ, U Ma đám người con ngươi hơi co lại, bọn họ tự nhiên biết rõ huyết mạch phản tổ là có ý gì. Huyết mạch phản tổ, đây chính là sơ đại huyết mạch A, sơ đại huyết mạch, có được vô hạn khả năng, thậm chí hiệu triệu Phượng Hoàng nhất tộc. Lăng Phong công tử không phải nhân tộc sao, hắn làm sao có thể huyết mạch phản tổ? U Ma nghi hoặc không hiểu. Ngọc Kỳ Tử bọn họ cũng gật gật đầu, Lăng Phong là nhân tộc không thể nghi ngờ, lại làm sao có thể có được Phượng tộc phản tổ huyết mạch chi lực đây? Nếu như nhân tộc đều có thể có Phượng tộc sơ đại huyết mạch, vậy cái này huyết mạch cũng quá loạn. Không, Lăng Phong công tử là nhân tộc không sai, nhưng hắn thể nội vốn liền ẩn chứa Phượng tộc huyết mạch, trong cơ thể hắn chảy huyết, chính là Phượng tộc chi huyết. U Cửu Minh trầm giọng nói. Loại chuyện này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Bạch Ma chau mày, nói cũng tỉ như, cung tử Long thể nội, cũng giống vậy ẩn chứa Long tộc huyết mạch, loại này huyết mạch chi lực, là có thể hỗ thông. Chỉ bất quá, có rất ít người ẩn chứa Long tộc huyết mạch, có thể đạt tới tổ Long cấp độ, đồng dạng, nhân tộc có được tổ Phượng huyết mạch, cũng là ức vạn người không được một. Ta hiện tại rốt cuộc biết, nhân tộc vì sao thực lực nhỏ yếu, lại có thể đứng vào 10 đại chủng tộc, bởi vì nhân tộc, có được cực lớn bao dung tính. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, huyết mạch chi lực, nói chung, chỉ có đặc định chủng tộc, mới có được huyết mạch. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nhất là nhân tộc, rất nhiều nhân tộc có được những chủng tộc khác huyết mạch chi lực, cùng thể chất đặc thù. Chính là loại cường đại này bao dung tính, mới để cho nhân tộc từ một cái nhỏ yếu chủng tộc, trở thành thái cổ thần giới 10 đại chủng tộc một trong. U Cửu Minh, vậy ngươi có biết, Lăng Phong công tử thức tỉnh là cái gì tổ Phượng huyết mạch? U Ma trầm giọng hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, nhao nhao nhìn về phía U Cửu Minh. U Cửu Minh trầm ngâm chốc lát. Cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hít sâu một cái nói, nếu như ta không đoán sai là, hẳn là Tổ Thiên Tà Phượng. Tổ Thiên Tà Phượng, U Ma trực tiếp kinh hô mà ra, thân thể đều kịch liệt run một cái. Làm sao, cái này Tổ Thiên Tà Phượng có lai lịch lớn như vậy hay sao, để cho các ngươi kinh ngạc như thế? Cung tử Long yên lặng. Phượng tộc Thủy Tổ, ngươi nói địa vị lớn không lớn. U Ma run giọng nói, truyền văn, Tổ Thiên Tà Phượng. Đã từng uy áp cửu thiên thập địa, cuối cùng lại chẳng biết tại sao biến mất. Đám người thật lâu không thể bình tĩnh, Phượng tộc Thủy Tổ, quang là như vậy tên tuổi, cũng đủ để dọa sợ rất nhiều người. Nhưng nhân vật như vậy, lại biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, để đám người 10 điểm không hiểu. Chỉ có Bạch Ma ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, Tổ Thiên Tà Phượng, không phải là lão quái vật kia à. Nghĩ vậy. Bạch Ma nội tâm cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lệ lúc này, một tiếng kêu to kéo về mọi người suy nghĩ, mọi người nhìn về phía xa xa Lăng Phong, ánh mắt trở nên có chút bất đồng. Nếu như nói, trước đó là bởi vì Lăng Phong là Tiêu Phàm huynh đệ, bọn họ mới không được không kính trọng. Nhưng hiện tại, bằng vào Lăng Phong Tổ Thiên Tà Phượng huyết mạch, cũng đủ để cho bọn họ kính sợ không thôi, có được dạng này huyết mạch người. Tương lai có khả năng rất lớn đạt tới Tổ Thiên Tà Phượng độ cao. Phía dưới, chỉ thấy máu đen sắc Phượng Hoàng, đột nhiên há miệng hút vào, vừa mới cái kia nổ tung tinh thần thế giới hỏa diễm, tất cả đều bay ngược mà quay về. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tất cả hỏa diễm tất cả đều bị đen huyết sắc Phượng Hoàng nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, đen huyết sắc Phượng Hoàng thân hình lóe lên, lần nữa biến thành một cái bạch bào thanh niên bộ dáng. Bộ dáng kia như trước vẫn là Lăng Phong, chỉ bất quá, trong mắt của hắn lại lộ ra một vòng tà tính, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tạ các vị hộ pháp, trong chớp mắt,
Lăng Phong liền đến mấy người trước người, hơi hơi thi lễ nói. Chúng ta hẳn là, đám người vội vàng hoàn lễ, trong lòng lại là hiếu kỳ, bây giờ Lăng Phong thực lực, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Bản cân vớt một tháng chớp mắt liền qua, chủng tộc chi chiến vòng thứ nhất kết thúc. Bốn cái lôi đài, tổng cộng có 193 người tấn cấp. 193 người bên trong, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, nhân tộc năm đại thánh tử, vậy mà toàn bộ đều được năm viên kiếm lệnh. Thành tích như vậy, ở trong vạn tộc, đều có thể có tên tuổi. Dù sao, nếu như tăng thêm hắn và thí thần, cùng phi tiên số 1 mà nói, bọn họ tổng cộng có 8 người tấn cấp vòng thứ 2, chiếm so đã coi như là cao vô cùng. Một ngày này, Tiêu Phàm cũng từ trong nhập định tỉnh lại, lần nữa giáng lâm quảng trường. Đồng thời, Thiên Hoàng đặc sứ cũng tuyên đọc vòng tiếp theo tranh tài quy tắc. Bốn cái lôi đài, chỉ có thể từ đối ứng với nhau lôi đài tuyển thủ thủ lôi, nhưng lôi đài bên ngoài tuyển thủ, lại có thể khiêu chiến tùy ý lôi đài. Liền tựa như Tiêu Phàm, hắn chỉ có thể thủ số 1 lôi đài, nhưng lại có thể khiêu chiến tùy ý một cái lôi đài. Hơn nữa, mỗi người thủ lôi đài đều có thời gian hạn chế, nhiều nhất 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, thủ lôi người nhất định phải rời đi lôi đài, từ một cái khác tiếp nhận. Mặt khác, khiêu chiến người có được số lần hạn chế, cùng một cái lôi đài, chỉ có thể khiêu chiến một lần, sau đó nhất định phải qua thủ lôi, mới có thể tiếp tục khiêu chiến cái lôi đài này. Tỷ như, Tiêu Phàm trấn thủ số 1 lôi đài 3 canh giờ về sau, nhiều nhất có được 4 lần cơ hội khiêu chiến, từng cái lôi đài phân biệt có 1 lần cơ hội khiêu chiến. Hoàn thành 4 lần khiêu chiến về sau, nhất định phải tiếp tục tiến hành thủ lôi, mới có thể khiêu chiến hắn người. Loại này quy tắc tranh tài, tương đối mà nói 10 điểm tự do, đối với cường giả mà nói, tự nhiên tấn cấp nhanh nhất. Mà đối với kẻ yếu mà nói, căn bản không có vận khí nói chuyện, một hai trận chiến đấu có lẽ có thể vận khí tốt, gặp gỡ thực lực chênh lệch, có thể luôn có bại lộ thời điểm. Một điểm cuối cùng, chính là như thí thần nói tới, vòng thứ 2 quy tắc, thời khắc đều đang thay đổi huyễn, tùy thời đều có thể có người sẽ bị đào thải. Vòng thứ 2 chủng tộc chi chiến, bắt đầu. Đầu rồng thân người lão giả quét mắt toàn trường, nhàn nhạt mở miệng nói, 3 ngày sau, kiếm lệnh ít hơn so với 6 cái người, tự hành đào thải. Lão đại, ta đi trước thủ lôi. Nói xong, đám người nhao nhao hướng về 4 cái lôi đài bay đi, thí thần để lại một câu nói, cũng trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm ngược lại không gấp, bởi vì phi tiên số 1 tốc độ càng nhanh, làm tuyên bố bắt đầu một khắc kia trở đi. Phi tiên số 1 liền toàn lực xông vào số 1 cột sáng bên trong, chiếm đoạt số 1 lôi đài. Nghĩ phải mau sớm thu hoạch được lệnh bài, liền phải lợi dụng được thời gian, hiện tại, ta có thể đi khiêu chiến mặt khác 3 cái lôi đài người, chờ phi tiên số 1 thủ lôi thời gian kết thúc sau, ta lại đến thủ lôi. Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Hắn cũng không có hướng về số 1 lôi đài đi đến, mà là đi về phía số 2 lôi đài. Mặc dù hắn và phi tiên số 1 có 8 cái kiếm lệnh, trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không đào thải, nhưng Tiêu Phàm vẫn là một chút thời gian đều không lãng phí. Vì thành công thu hoạch được phi tiên thánh cảnh danh ngạch, hắn một khắc đều không thể buông lỏng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm liền đến số 2 quang trụ bên ngoài, nơi đó đã có 2 người đang chiến đấu. Nhìn lúc này, Tiêu Phàm lộ ra đắng chát nụ cười, hắn lúc này mới phát hiện. Cũng không phải là tất cả chiến đấu cũng là cùng hắn cùng phi hành số 1 một dạng, có thể tốc chiến tốc thắng. Hai người này chiến đấu một canh giờ, người này cũng không làm gì được người kia. Cứ theo đà này, chẳng phải là 3 canh giờ cũng chưa chắc có thể kết thúc chiến đấu, cũng đừng người, chưa chắc có thể chờ được 3 canh giờ a. Là ta nghĩ nhiều lắm, tốc độ như vậy còn không bằng về số 1 lôi đài thủ lôi. Tiêu Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Lúc này, phi tiên số 1 trấn thủ số 1 lôi đài, đã thắng được 3 trận chiến đấu, vẫn như trước còn không có hạ xuống ý tứ. Bất quá, người bình thường cũng đã không dám tùy tiện ra sân, cùng đưa kiếm lệnh, còn không bằng để phi tiên số 1 tự hành chịu thời gian. Loại này quy tắc, ngược lại là có rất nhiều kéo dài chiến đấu phương pháp. Tiêu Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn thế mới biết, một vị chiến đấu cũng không nhất định có thể thắng sau cùng tranh tài. Chiến lược cũng rất trọng yếu. Phô Trần, làm sao, ngươi chuẩn bị đi rồi sao? Làm Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiến về số 3 quang trụ nhìn xem, Tiêu Phàm cách đó không xa truyền đến một đạo ngoạn vị thanh âm.
Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên bộ dáng nam tử hướng về hắn đi tới. Người này Tiêu Phàm có một chút ấn tượng, không phải là một tháng trước kêu gào muốn đánh bại hắn Bắc Thần Vọng Cổ sao? Kế tiếp, hai người chúng ta so một trận. Bắc Thần Vọng Cổ ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Không hứng thú, Tiêu Phàm nhìn Bắc Thần Vọng Cổ một cái, liền sượt qua người. Làm sao, người sợ? Bắc Thần Vọng Cổ cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, nói ta là không muốn lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian, Bắc Thần Vọng Cổ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Tiêu Phàm đại chiến một trận. Hắn đường đường nhân tộc năm đại thánh tử, há lại sẽ bị những nhân tộc khác tu sĩ ép một đầu. Luôn có người thủ lôi thời điểm, ta sẽ đánh bại ngươi. Bắc Thần Vọng Cổ nắm đấm nắm chặt, nhe răng trợn mắt nói. Tiêu Phàm là thật không muốn cùng Bắc Thần Vọng Cổ một trận chiến, thắng, cũng miễn cho tiếng người tộc tự giết lẫn nhau, đến lúc đó đắc tội Bắc Thần gia tộc. Đương nhiên, nếu là Bắc Thần Vọng Cổ bản thân tìm phiền toái, cái kia Tiêu Phàm là không ngại cho hắn một chút giáo huấn. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, lại là số 2 cột sáng bên trong, một người trong đó đột nhiên bị oanh bay ra. Đến kịp thời, Tiêu Phàm thấy thế, thân hình lóe lên, bay thẳng số 2 quang trụ đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền xuất hiện ở cột sáng bên trong, một số người khác vừa mới đuổi tới. Lại bị quang trụ bùng nổ lực lượng cho hất bay ra ngoài. Số 1 lôi đài người, là Vô Trần, có người cau mày nhìn xem cột sáng bên trong Tiêu Phàm, còn có người nhận ra Tiêu Phàm thân phận, lập tức kinh hô không thôi. Số 1 lôi đài đối diện người kia, nhìn xem đối diện Tiêu Phàm hơi nhíu lông mày, vừa rồi một trận chiến, hắn bị thương không nhẹ, đành phải hít sâu một cái nói, ta từ bỏ thủ lôi. Vừa dứt lời. Người này liền bị một cỗ lực lượng bọc lấy rời đi số 1 quang trụ, gần như đồng thời, một người khác vọt lên. 3 ngày không dài, ai cũng nghĩ chiếm lấy lôi đài, có thể thắng càng nhiều kiếm lệnh. Vô Trần, ta liền nói, chúng ta sẽ có một trận chiến, hiện tại, ta thủ lôi. Đi lên người vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Tiêu Phàm, không phải vừa rồi cái kia Bắc Thần Vọng Cổ, còn có ai? Tiêu Phàm nhíu mày, cái này Bắc Thần Vọng Cổ. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin, cho là hắn có thể thắng bản thân. Chẳng lẽ chính là vì lúc trước hắn đè lại năm đại thánh tử tên tuổi. Nhưng hắn Tiêu Phàm, cho tới bây giờ không quan tâm qua cái kia tên tuổi a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân không cùng người khác là địch, người khác nhưng cố muốn đối địch với chính mình, cái này có biện pháp nào đây? Vô Trần, người có ý tứ gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm lắc đầu, Bắc Thần Vọng Cổ lập tức nhíu mày, một luồng hơi lạnh từ trên người sinh khí, ngươi là xem thường năm đại thánh tử sao? Ngươi nếu là cho là như thế, cũng có thể. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu. Cái này Bắc Thần Vọng Cổ quá tự tin, năm đại thánh tử, này danh đầu rất lớn sao? Bản cân vớt từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có cho rằng năm đại thánh tử làm sao tài trí hơn người, chỉ là bọn hắn bản thân cho rằng như vậy mà thôi. Lúc trước cùng Hoang Vô Cương một trận chiến, Tiêu Phàm cũng từ khi e ngại qua năm đại thánh tử danh tiếng. Cùng thực lực so sánh, này danh đầu có chút không đối xứng, bởi vì là người khác phong thành phần chiếm được tương đối nhiều. Ngươi, Bắc Thần Vọng Cổ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cái trán càng là mặt sạm lại. Số 2 quang trụ bên ngoài, Hoang Vô Cương cùng một cái khác nam tử áo bào xanh cũng khóa chặt lông mày, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ có thể phát hiện. Nam tử áo bào xanh cùng Cơ Vô Nhạn có mấy phần rất giống. Nam tử áo bào xanh không phải người khác, cũng là năm đại thánh tử một trong, Cơ gia thiếu chủ Cơ Vô Đạo. Nguyên bản ta cho rằng người này thực lực không tệ, lại là không nghĩ đến người này là dùng lường gạt thủ đoạn, lừa gạt khoảng 100 khối ngọc bài. Hoàng Vô Cương cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Một cái tự cho là đúng con ruồi mà thôi, Cơ Vô Đạo càng là cười khẩy. Quay người liền rời đi số 2 quang trụ bên ngoài, hướng về số 3 quang trụ đi. Chờ ngươi thủ lôi thời điểm, ta tới chiếu cố ngươi. Hoàng Vô Cương cũng quay người rời đi. Bọn họ hiển nhiên không biết Tiêu Phàm vòng thứ nhất đánh bại Ma Long Tử cùng Kim Cốt Đế sự tình, bằng không mà nói, chỗ nào còn sẽ lớn lối như thế. Nói câu khó nghe, bọn hắn thực lực,
liền ma long tử cùng thần long tử cũng không bằng, tối đa cũng liền vạn tộc thiên tài bảng 500 tên tả hữu mà thôi, lại có thể cùng Tiêu Phàm so sánh. Nhưng có ít người, chính là tự tin như vậy, khi bọn hắn tiến vào vòng thứ hai về sau, càng thêm tự cho là. Nhưng mà, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm mới thật sự là tự cho là đúng, không thể không nói, là một loại châm chọc. Hai người không có lưu lại chú ý Tiêu Phàm cùng Bắc Thần Vọng Cổ chiến đấu, dù sao, một cái dựa vào lừa gạt đến thu hoạch được ngọc bài người, lại có thể cường đại đến đi đâu đây. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, vẫn còn có cái này một bóng người, gắt gao nhìn chăm chú lên số 2 cột sáng bên trong. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên có thể nhận ra, người này chính là cùng hắn có thù Bắc Thần Tinh Hồn. Bắc Thần Vọng Cổ, thực mạnh như vậy sao? Bắc Thần Tinh Hồn nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên trán bạo khởi. Từ nhỏ đến lớn, Bắc Thần Vọng Cổ đều vượt qua hắn, mấy năm gần đây, càng là ép hắn không thở nổi. Đồng dạng thân làm Bắc thiếu chủ nhà họ Thần, ở Bắc Thần gia tộc tu sĩ trong mắt, cho tới bây giờ đều chỉ có Bắc Thần Vọng Cổ, không có Bắc Thần Tinh Hồn. Bắc Thần Tinh Hồn mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là vụng trộm, hắn liền nằm mộng cũng muốn lấy vượt qua Bắc Thần Vọng Cổ, để Bắc Thần gia tộc người biết rõ, hắn Bắc Thần Tinh Hồn cũng không kém. Đáng tiếc, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cùng với Bắc Thần Vọng Cổ ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí đã đến chỉ có thể ngưỡng vọng Bắc Thần Vọng Cổ bóng lưng cấp độ. Bây giờ, Bắc Thần Vọng Cổ tiến nhập chủng tộc chi chiến vòng thứ hai, còn đoạt được 5 viên kiếm lệnh, thế nhưng là để rất nhiều thiên tài nhìn theo bóng lưng. Nhưng hắn Bắc Thần Tinh Hồn, lại ngay cả tham gia vạn tộc đổ vực trận chiến tư cách đều không có, hai người chênh lệch rõ ràng. Ta nhất định phải vượt qua ngươi. Bắc Thần Tinh Hồn âm thầm thề, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ hắn cùng với Bắc Thần Vọng Cổ ở giữa chênh lệch càng lớn, về sau Bắc Thần Vọng Cổ lấy được tài nguyên cũng càng ngày sẽ càng nhiều, hắn dựa vào cái gì vượt qua Bắc Thần Vọng Cổ đây? Tập trung ý chí, Bắc Thần Tinh Hồn ánh mắt lần nữa rơi vào số 2 cột sáng bên trong, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, hắn rất hy vọng Bắc Thần Vọng Cổ bại bởi đối diện Vô Trần. Số 2 cột sáng bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy Bắc Thần Vọng Cổ căn bản không ý định động thủ, không khỏi nhíu mày, muốn động thủ nhanh một chút, ta còn đuổi xuống một trận đây, đừng lãng phí thời gian. Tất nhiên người nghĩ nhanh lên bại, thành toàn ngươi. Bắc Thần Vọng Cổ tất cả phẫn nộ, toàn bộ đều hóa thành lăng lệ công kích, hướng về Tiêu Phàm trùng sát đi. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cái kia. Giả thần giả quỷ, Bắc Thần Vọng Cổ mặt coi thường, phất tay. Vô cùng vô tận thần văn từ trên người hắn nở rộ mà ra, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Tiểu tử kia ngốc hay sao, vậy mà không chạy. Đối diện người kia thế nhưng là thần văn sư a. Đoán chừng chưa thấy qua thần văn sư, cho nên không biết thần văn sư lực lượng, phải biết, cường đại thần văn sư, thế nhưng là có thể vọt giai chiến đấu. Không cần suy nghĩ, người này đã thua không nghi ngờ. Ngoại giới, đám người âm thầm lắc đầu. Nhân tộc thần văn sư, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, đây chính là cực kỳ cường đại một loại truyền thừa. Bắc Thần Tinh Hồn cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nói, nếu luận mỗi về thần văn chi thuật thiên phú, người Bắc Thần Vọng Cổ căn bản không bằng ta, đã có các vị tộc lão chỉ điểm. Thần văn chi thuật, là Bắc Thần Tinh Hồn lớn nhất tự tin, đáng tiếc, hắn không có một cái nào tốt sư phụ chỉ điểm. Bằng không mà nói. Hắn dựa vào thần văn chi thuật, hoàn toàn có thể cùng Bắc Thần Vọng Cổ phân cao thấp. Hư không thần văn, giam cầm. Bắc Thần Vọng Cổ nhẹ nhàng vừa quát, hai tay bóp ra một cái thủ ấn. Chỉ một thoáng, cái kia vô tận thần văn lập tức bắt đầu lưu động lên, không ngừng đè xuống không gian, muốn đem Tiêu Phàm chen bể. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở cái kia không nhúc nhích, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nơi nào có nửa điểm khó chịu. Mặc cho không gian kia làm sao thu nhỏ, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi tại sao sẽ không sao? Bắc Thần Vọng Cổ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không tin. Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nhìn xem Bắc Thần Vọng Cổ, nói, đây chính là ngươi muốn khiêu chiến ta vốn liếng. Tiêu Phàm lời nói, tựa như một chuôi đao nhọn một dạng cắm ở Bắc Thần Vọng Cổ ngực. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần văn chi thuật a. Làm sao ở Tiêu Phàm trong miệng, lại là như thế khinh thường. Hừ, người bây giờ căn bản ngay cả động cũng không động được,
coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào. Bắc thần vọng cổ lạnh rên một tiếng, lần nữa khôi phục tự tin. Chỉ thấy hắn đạp chân xuống, thân thể hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng tới gần Tiêu Phàm. Đồng thời, hai tay kết ấn, một đạo bá đạo trưởng cương xuất hiện ở hư không, sau đó dùng sức một nắm, muốn đem Tiêu Phàm cho bóp nát. Ngươi đã để ta lãng phí thời gian quá dài. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Bắc thần vọng cổ có thể mang đến cho hắn một điểm kinh hỉ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Bắc thần vọng cổ thực lực, liền cho hắn gãi ngứa đều không đủ. Lập tức, Tiêu Phàm đã mất đi hứng thú. Nói xong, Tiêu Phàm đạp chân xuống, gấp rút hướng về Bắc thần vọng cổ phóng đi. Bao phủ hắn cái kia thần văn kết giới, giống như không có tác dụng. Không có khả năng, Bắc thần vọng cổ kinh hãi lên tiếng. Đây chính là hắn cường đại nhất thần văn thuật a, tại sao không có vây khốn hắn? Ba, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm bàn tay, bỗng gắt gao bóp Bắc thần vọng cổ cổ, Bắc thần vọng cổ giống như con gà một dạng bị Tiêu Phàm nắm trong tay. Đám người chung quanh thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là ai, làm sao mạnh như vậy? Bắc thần tinh hồn càng là kinh hãi không thôi, Bắc thần vọng cổ đều bị hắn theo không kịp. Có thể người trước mắt, vậy mà một tay liền để Bắc thần vọng cổ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thực lực như vậy, hắn đáng sợ. Hắn đã có mạnh bao nhiêu? Bản cân vớt một sát na này, số hai quang trụ đám người chung quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Một đòn, liền bóp Bắc thần vọng cổ cổ, cái này có thể so sánh đánh bại hắn muốn khó rất nhiều. Chỉ có thực lực triệt để nghiền ép, mới có thể làm đến bước này. Vô Trần, Bắc thần tinh hồn con người run rẩy kịch liệt lấy, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, người khác không hiểu được, nhưng hắn vẫn thấy rõ. Tiêu Phàm vừa rồi không nhìn thần văn một sát na kia, trên người hắn rõ ràng cũng nở rộ thần văn chấn động. Hắn cũng biết thần văn, Bắc thần tinh hồn trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt thậm chí có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cúng bái. Nếu như nói, Bắc thần vọng cổ chỉ là nhường hắn thất vọng. Mà Tiêu Phàm mang cho hắn áp lực lại là tuyệt vọng. Bắc thần tinh hồn trong đầu, càng là hiện lên lần lượt từng bóng người, kia liền là người hắn quen tộc tu sĩ. Đã thực lực cường đại, lại sẽ thần văn chi thuật, dạng người này, ít nhiều đều sẽ có chút tên tuổi. Chờ chút, Bắc thần tinh hồn tựa như trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, con người hơi hơi co rụt lại, run rẩy phun ra ba chữ kiếm, kiếm hồng trần. Không sai. Bắc thần tinh hồn trước tiên nghĩ tới chính là Tiêu Phàm, hắn đã từng cùng Tiêu Phàm giao thủ qua, Tiêu Phàm hoàn toàn thỏa mãn hai cái điều kiện này. Nhất là tiếp xuống một câu, để Bắc thần tinh hồn càng thêm tin chắc Tiêu Phàm thân phận. Số 2 cột sáng bên trong, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng Bắc thần vọng cổ nói thật, người thực lực, bình thường thôi, người thần văn chi thuật, còn không bằng Bắc thần tinh hồn. Bắc thần vọng cổ gân xanh trên trán bạo khởi, hai mắt đỏ bừng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, mình muốn khiêu chiến Tiêu Phàm, là biết bao vô tri. Hắn vẫn cho rằng Tiêu Phàm tự cho là đúng, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, tự cho là đúng là chính hắn. Cái gì nhân tộc năm đại thánh tử, ở trước mắt vô trần trước mặt, là biết bao buồn cười. Buồn cười bọn họ còn vì cái danh này mà đắc chí. Nhưng mà đối phương lại là chưa bao giờ đem năm đại thánh tử để ở trong mắt. Tiêu Phàm nói xong câu nói kia, tiện tay ném một cái, Bắc thần vọng cổ lập tức giống như bị ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp ném ra số 2 quang trụ. Lấy tay vung lên, Tiêu Phàm lấy ra hai cái kia kiếm lệnh, cũng không quay đầu lại rời đi số 2 lôi đài, tiến về số 3 lôi đài. Hắn nhận biết ta, Bắc thần tinh hồn kinh ngạc nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, run giọng nói, kiếm hồng trần. Hắn thực không chết. Vạn tộc thiên tài bảng bên trên, rõ ràng đã không có Tiêu Phàm tên A, làm sao hắn lại xuất hiện cái này đây? Bắc thần tinh hồn 10 điểm không hiểu, nhưng hắn nội tâm lại là đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, kiếm hồng trần cường đại như thế, thần văn tạo nghệ cao như thế, nếu là hắn dạy ta có hay không có thể vượt qua Bắc thần vọng cổ đây? Nghĩ vậy, Bắc thần tinh hồn trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Bản thân vậy mà muốn cửu nhân của mình hỗ trợ chỉ đạo, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa, coi như mình muốn cho kiếm hồng trần chỉ đạo,
hắn cũng không nhất định chỉ đạo bản thân a. Nghĩ vậy, Bắc Thần tinh hồn liền một trận xoắn xuýt, lúc này, hắn bỗng nhiên lắc đầu, song quyền nắm chặt, nói, không được, muốn nhận gia tộc coi trọng, đây là ta hy vọng duy nhất. Tất nhiên kiếm hồng trần trước kia không có giết ta, khẳng định không phải hắn làm không được, mà là hắn cố ý không có giết ta, ta nếu là cầu hắn, hắn có lẽ sẽ nguyện ý. Cùng lắm thì, vô luận hắn nhắc tới điều kiện gì, ta đều hết sức hoàn thành là được. Nói xong, Bắc Thần tinh hồn vội vàng đuổi theo Tiêu Phàm trên thân đi theo. Những năm này, hắn tìm kiếm nghĩ cách tăng lên thực lực của mình, đáng tiếc, vẫn như cũ không cách nào vượt qua Bắc Thần vọng cổ, lấy được gia tộc coi trọng. Lúc trước vì giết Tiêu Phàm, Bắc Thần gia tộc chết không ít đại đế cảnh cường giả, chuyện này, thế nhưng là để Bắc Thần tinh hồn ở Bắc Thần gia tộc địa vị rơi vào thung lũng. Đến mức hắn cho đến bây giờ, vẫn không có đột phá thánh đế cảnh. Không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản làm không được. Vừa mới kiến thức đến Tiêu Phàm cái kia thực lực khủng bố về sau, Bắc Thần tinh hồn trong mắt lóe lên ánh sáng, tựa như nhìn đến hy vọng cuối cùng đồng dạng, cái này khiến hắn làm sao sẽ buông tha đây. Xa xa phế tích, Bắc Thần vọng cổ chật vật đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nguyên bản hắn cho rằng đánh bại Tiêu Phàm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thực lực chân chính như thế biến thái. Hắn đường đường năm đại nhân tộc thánh tử một trong, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thua thiệt hắn vẫn còn cao cao tại thượng, có thể miệt thị Tiêu Phàm. Hắn hiện tại, mới biết mình buồn cười biết bao. Vô Trần, Bắc Thần vọng cổ khẽ cắn môi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tới số 3 lôi đài, chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo kết thúc. Bây giờ đã nhanh đi qua 2 giờ, phi tiên số 1 đã được đến 15 khối kiếm lệnh, mà hắn bản thân, mới vẻn vẹn chiếm được 9 khối mà thôi. Hắn nhất định phải dành thời gian, tận lực thắng được càng nhiều kiếm lệnh. Làm số 3 lôi đài sau khi chiến đấu kết thúc, Tiêu Phàm lập tức vượt lên trước tiến vào cột sáng bên trong. Vẻn vẹn mất mấy thời gian 10 hơi thở, liền giải quyết chiến đấu. Sau đó là số 4 lôi đài, cũng giống như thế. Khi hắn chạy về số 1 lôi đài thời khắc, đã không sai biệt lắm 3 canh giờ, đợi thêm chốc lát, phi tiên số 1 liền muốn xuống tràng. Dựa theo quy tắc, mỗi người chỉ có 3 canh giờ thủ lôi thời gian, vô luận người cường đại cỡ nào, cũng chỉ có thể chiếm lấy 3 canh giờ. Muốn tiếp tục thủ lôi, nhất định phải tiến về mặt khác lôi đài khiêu chiến. Bất quá lấy phi tiên số 1 thực lực, vô luận là hắn khiêu chiến người khác, hay là cái kẻ khác khiêu chiến hắn, đều không có quá nhiều khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, bản thân thủ lôi khả năng thu hoạch kiếm lệnh tốc độ càng nhanh một chút. Làm 3 canh giờ đến thời khắc, phi tiên số 1 bị một cỗ đại lực đuổi ra số 1 quang trụ, ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở cột sáng bên trong. CMN, lại là hắn. Vô Trần, số 1 lôi đài tu sĩ nhịn không được nổi giận mắng, bọn họ đã trải qua vòng thứ nhất, tự nhiên biết rõ phi tiên số 1 cùng Tiêu Phàm mạnh mẽ và đáng sợ. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có lên trận, bọn họ nếu là đi lên, tuyệt đối là đưa kiếm làm cho mà thôi. Thật không nghĩ tới, liền kim cốt đế đều bị hắn hàng phục, trở thành đao trong tay của hắn sao. Hoan nghênh các vị tới khiêu chiến, Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Số 1 lôi đài tu sĩ câm như hến, ai cũng không có mở miệng. Trừ phi là đồ đần, bằng không mà nói, ai dám lên khiêu chiến Tiêu Phàm. Bất quá, bọn họ không dám, đã có một số người dám, tỉ như, mặt khác 3 cái lôi đài người. Bọn họ thế nhưng là chưa từng gặp qua Tiêu Phàm thực lực, 4 cái lôi đài 10 điểm cuồn cuộn, trung gian cũng cách xa nhau mấy trăm dặm, riêng mình tình hình chiến đấu cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cái này cũng vừa lúc cho Tiêu Phàm tạo điều kiện. Vô Trần, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Một đạo khó chịu thanh âm vang lên, lại là cả người khoác chiến bào màu trắng nam tử đạp không mà lên, xông vào số 1 quang trụ. Người kia là ai, vậy mà nhận biết Vô Trần, còn dám ra sân. Đám người hơi kinh hãi, nhìn về phía bạch bào nam tử ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Biết rõ Vô Trần cường đại người, còn dám khiêu chiến Vô Trần, hắn thực lực có thể yếu sao? Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là nhíu mày, biểu tình vẻ cổ quái nói, Hoang Vô Cương. Bản cân vớt Hoang Vô Cương,
Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, lập tức một chút hứng thú cũng không có. Không cần nghĩ cũng biết, cái này Hoang Vô Cương đoán chừng cùng Bắc Thần Vọng Cổ đồng dạng, cảm thấy hắn ép năm đại thánh tử một đầu, cho nên muốn đến lấy lại danh dự. Chỉ là Hoang Vô Cương không biết là, Bắc Thần Vọng Cổ bị Tiêu Phàm một đòn đánh bại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này Hoang Vô Cương thật đúng là đánh bất tử Tiểu Cường, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Đáng tiếc, Hoang Vô Cương thiên phú, ở vạn tộc thiên tài bên trong, cũng không tính đứng đầu, tối đa cũng chỉ là trung thượng mà thôi. Cái này Hoang Vô Cương đi lên muốn chết sao? Vừa mới chạy đến Bắc Thần Tinh Hồn Cổ Quái nhìn xem số một lôi đài phía trên, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục Hoang Vô Cương dũng khí, lại dám cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Không thể không nói, Hoang Vô Cương bản thân cảm giác không phải bình thường tốt đẹp, chỉ thấy hắn cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, vô trần, bản đế ngược lại muốn xem, một cái có thể thu hoạch được hơn 100 khối ngọc bài người, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Kỳ thật, Hoang Vô Cương không chỉ có khó chịu Tiêu Phàm ép nhân tộc năm đại thánh tử một đầu, chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm ở hắn Hoang gia tam tổ trước mặt giận dữ mắng mỏ hắn. Chẳng lẽ nhà ngươi lão tổ không có nói cho ngươi, không nên đắc tội ta sao? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, chưa từng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Ngoại trừ lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng quán quân, những người khác thật vẫn khó vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Hừ, nói ra Hoang lão tam, Hoang Vô Cương liền càng tức giận hơn, đằng đằng sát khí nói, không biết ngươi cho tam tổ rót cái gì thuốc mê, vậy mà đáp ứng ngươi cái kia vô sỉ thỉnh cầu. Chỉ cần giết ngươi, cái kia hiệp ước liền vô dụng. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Hoang lão tam lại đem giữa bọn họ hiệp nghị nói cho Hoang Vô Cương. Xem ra, Hoang gia là thật đem Hoang Vô Cương xem như Hoang gia đời sau gia chủ ở bồi dưỡng a. Nghĩ đến cùng Hoang lão tam hiệp nghị, Tiêu Phàm lại nhìn không được nhíu mày, đành phải khoát tay một cái nói, bản thân lăn ra ngoài a, ta đối với ngươi không có bao nhiêu hứng thú. Hắn biết rõ, Hoang lão tam cùng hắn yêu cầu tiến vào phi thiên thánh cảnh danh ngạch, nhất định là vì Hoang Vô Cương. Nếu là hắn đã giết Hoang Vô Cương, vậy hắn cùng Hoang gia hiệp nghị tự nhiên cũng liền không còn giá trị rồi. Hiển nhiên, Hoang lão tam cũng không có đem phi thiên thánh cảnh danh ngạch sự tình nói cho Hoang Vô Cương, bằng không mà nói, Hoang Vô Cương cũng không khả năng đến cùng bản thân khiêu chiến. Bất quá, Tiêu Phàm vì mình cũng tuyệt đối không có khả năng thua trận chiến đấu này. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm không khỏi nhìn thoáng qua quang trụ bên ngoài, lại là không nhìn thấy Hoang lão tam bóng dáng. Muốn chết, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Hoang Vô Cương giận tím mặt, phía sau của hắn bỗng nhiên hiện lên một tôn to lớn tử sắc hư ảnh. Chí tôn hoàng thể, đám người đều run sợ một hồi, chí tôn hoàng thể tán phát uy áp, thực không phải bình thường khủng bố. Không hổ là dám khiêu chiến vô trần người a, quả nhiên cường đại. Đúng vậy a, truyền văn, chí tôn hoàng thể chính là nhân tộc chín đại cổ thể một trong, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, 10 điểm xa xăm, uy năng to lớn. Thực lực như vậy, có lẽ có thể cùng vô trần tranh cao thấp một hồi cũng khó nói. Đám người nhìn thấy chí tôn hoàng thể dị tượng, không khỏi sôi trào lên, ánh mắt sáng quắc hướng về số một trong cột ánh sáng chiến đấu, sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà, một tiếng nổ vang truyền ra, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Hoang Vô Cương chí tôn hoàng thể chất dị tượng bỗng nhiên nổ tung, cả người hiện lên cong bay ngược mà ra. Trong miệng của hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, hai mắt kém chút bạo đi ra. Trong lúc hô hấp, Hoang Vô Cương liền xuyên qua số một quang trụ, hung hăng nện ở bên ngoài mấy chục dặm trên mặt đất, vang lên vô số bụi bặm, lại cũng không có đứng lên. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lúc này, rất nhiều người trong lòng thầm mắng không thôi, đã nói xong cùng vô trần tranh phong đây. Người nhà liền vô trần một cước đều ngăn cản không nổi, cũng không cảm thấy ngại đi lên cùng vô trần chiến đấu. Là đi lên khôi hài sao? Đang bị Tiêu Phàm đá bay một sát na kia, Hoang Vô Cương cũng là vẻ mặt mộng bức, trong nháy mắt đó, hắn có loại cảm giác vô lực. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở một người trước mặt trải qua. Kia liền là Tiêu Phàm. Lần trước tổ long bí cảnh bên trong, Hoang Vô Cương tự cho là vô địch thiên hạ, không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt, cuối cùng bị Tiêu Phàm làm tôn tử một dạng hành hung một trận. Từ đó về sau,
Hoàng Vô Cương một mực tức giận phấn đấu, từ vạn tộc thiên tài bảng 2.000 tên, thành công lên tới hơn 500 tên. Nguyên bản hắn cho rằng vận khí mình tốt, đã đầy đủ chiếm lấy một cái phi tiên thánh cảnh số người. Đáng tiếc, hắn tìm ai không tốt, vậy mà tìm vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ tứ Tiêu Phàm. Đây không phải nhà xí bên trong thắp đèn lồng, muốn chết sao? Cái tiếp theo, Tiêu Phàm lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hoang Vô Cương một cái, lăng không mà đứng, vẫn nhìn chung quanh tu sĩ nói. Cùng Hoang Vô Cương chiến đấu, hoàn toàn là lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại rất nhiều người biết rõ hắn thực lực, bình thường là sẽ không tìm hắn chiến đấu. Nếu như vận khí không tốt, hắn thủ lôi ba canh giờ, khả năng không ai ra sân. Đương nhiên, số một lôi đài người không dám lên đến, cũng không đại biểu mặt khác ba cái lôi đài người cũng không dám đi lên. Huống hồ, coi như những người khác không dám khiêu chiến hắn, hắn cũng có thể đi khiêu chiến người khác. Còn tốt không để cho Tiêu Phàm thất vọng, tiếp xuống ba canh giờ, lại có bốn người khiêu chiến hắn, khiến cho hắn kiếm lệnh nhiều đến 16 mai, so phi tiên số một còn nhiều hơn một mai. Tiếp xuống ba ngày thời gian, Tiêu Phàm lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đã đoạt được 26 mai kiếm lệnh. Cho dù là phi tiên số một, cũng đoạt được 23 mai. Đây là Tiêu Phàm cùng phi tiên số một cũng không có liều mạng, bằng không mà nói, chỉ có thể càng nhiều. Ngoại trừ những cái kia lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài, đương thời thiên tài bên trong, có thể chiến thắng Tiêu Phàm, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy hắn thực lực, chiếm lấy phi tiên thánh cảnh danh ngạch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cho dù là phi tiên số 1, cũng cơ hồ sớm khóa chặt thắng cuộc. Ít hơn so với 6 cái kiếm lệnh giả 98 người, đào thải. Sau 3 ngày, ít hơn so với 9 cái kiếm lệnh giả, đào thải. Sau 3 ngày, hư không quanh quẩn thiên hoang đặc sứ thanh âm. 3 ngày xuống tới, có thể tiếp tục lưu lại, cơ hồ chỉ còn lại có 150 người. Đương nhiên, những cái kia đào thải tu sĩ, cũng không nhất định đem tất cả kiếm lệnh tất cả đều thua, một dạng thua đến quả thứ 3, đều sẽ từ bỏ khiêu chiến. Dù sao, còn dư lại 3 cái kiếm lệnh, thế nhưng là 30 cái địa vực, cho dù không cách nào tiến vào phi tiên thánh cảnh. Mang theo 30 cái này địa vực trở lại chủng tộc, khẳng định cũng sẽ nhận cực lớn ca ngợi. Theo lão giả lời nói thanh âm rơi xuống phía dưới, Tiêu Phàm cùng phi tiên số một lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. 3 ngày tầm đó, hai người điên cuồng khiêu chiến, kiếm lệnh đều vượt qua 40 mai. Nếu như không phải bọn họ thủ lôi thời điểm, những người khác không có người đi lên khiêu chiến, trong tay hai người kiếm lệnh, chỉ có thể càng nhiều. 3 ngày này xuống tới. Lại đào thải khoảng 100 cái, chỉ có chừng 50 người, Tiêu Phàm cùng phi tiên số một gần như đồng thời khóa chặt thắng cuộc. Ở đây tu sĩ, đều biết trong tay bọn họ kiếm lệnh rất nhiều, nhưng là ai cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Từ một ngày này bắt đầu, những người khác chỉ cần gặp gỡ Tiêu Phàm cùng phi tiên số một, cơ hồ cũng là nhượng bộ lui binh, không dám tranh phong. Cuối cùng 40 người, ít hơn so với 10 mai kiếm lệnh giả, đào thải. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn đang do dự, phải chăng còn tất yếu tranh đoạt còn lại kiếm lệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.